Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp chiều nay có cái tựa là chân lý ngoài ngôn ngữ, the truth out of language. Mà đã nói chân lý mà ngoài ngôn ngữ rồi thì làm sao nói đây? Khi mình nói pháp, mình chia sẻ pháp thoại là mình phải dùng ngôn ngữ để mà nói, để mà chia sẻ. Mà cái phạm trù này nó ngoài cái ngôn ngữ thì làm sao nói? Cho nên hôm nay Thánh Tuệ lên ngồi đây là chắc là phải bắt chước Duy Ma Cật ha. Ngồi im lặng mặt như lôi, im lặng sấm sét. Sau đó rồi bắt đầu tạ từ đại chúng thôi là đủ. Thì thưa đại chúng, nói vậy thôi cho vui, nhưng mà cái duyên khởi của cái bài pháp này là trong quá trình mà Thánh Tuệ đi chia sẻ giáo lý gần một năm qua, từ khi Thánh Tuệ về Mỹ, và có cái duyên là mình cũng khá bận trong cái vấn đề đi chia sẻ pháp thoại các tiểu bang. Và quý vị biết, sau khi mỗi lần mình chia sẻ pháp thoại thì sau cái phần pháp thoại là đến phần pháp đàm. Có thể buổi sáng mình chia sẻ pháp thoại, nhưng buổi chiều là dành cho cái phần pháp đàm, tức là những câu hỏi, những cái tham vấn của quý vị Phật tử, những thắc mắc trên con đường tu học của quý vị Phật tử. Thì có một cái câu hỏi mà Thánh Tuệ thấy thường gặp nhất, thường được chia sẻ nhất, đó là thưa Thầy, rằng là bây giờ con nghe quý Thầy nói pháp khá nhiều, mỗi Thầy nói một kiểu, mỗi Thầy nói một cách, nhiều khi con nghe con không biết hành sao hết. Tức là người ta bị, Phật tử họ bị confused. Mà thưa với Thầy là con thấy Thầy nào nói cũng có cái lý, cũng có cái hay, và hình như cũng có cái đúng, nhưng mà tại sao con cũng không có định hướng được cái hướng đi tâm linh của mình? Và đây là cái câu hỏi mà Thánh Tuệ thấy nó rất là có giá trị thiết thực. Cái đề tài thì thường dường như quý vị thấy nó ở trên mây á, nhưng mà nó xuất phát từ những câu hỏi rất là thiết thực. Tức là Phật tử bây giờ, trong cái thời đại bây giờ, Thánh Tuệ thấy nó khó khăn cho người Phật tử. Ngày xưa quý vị không có cái cơ hội học Phật nhiều như bây giờ. Khoảng chừng 20 năm trở lại đây thì là cái thế giới thông tin, Internet, bùng nổ, và tri thức cũng bùng nổ. Và khi quý vị có cái thao thức về tâm linh, quý vị tìm đến Phật giáo, thì quý vị gặp rất nhiều nguồn tư tưởng của các thầy chia sẻ. Nó như là một rừng tư tưởng, quý vị đi vào cái rừng tư tưởng đó, đi mịt mùng trong đó, và quý vị không có định hướng được con đường để đi ra. Và không định hướng được thì nói rõ ràng không định hướng được là mình không nắm bắt được cái pháp mà hành để cho nó thích hợp với trình độ, với căn cơ của chính mình. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà cái bài pháp hôm nay nó ra đời. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta nghe pháp á, cái vấn đề quý vị bị confused, bị mâu thuẫn, thấy cảm như là những cái tư tưởng của các vị giảng sư, của trong kinh điển, nó có những cái sự làm cho quý vị mâu thuẫn như vậy. Đôi khi không phải lỗi là tại nơi cái vị giảng sư hoặc cái người chia sẻ, mà có đôi khi cái lỗi nó nằm ở cái khả năng nhận định vấn đề của mình, nhận định Phật pháp của mình. Thì bây giờ Thánh Tuệ đưa ra nó có hai cái vấn đề khiến quý vị không hiểu tỏ, không tỏ tường về Phật pháp, không định hướng được lối đi. Thứ nhất
là khả năng nhận định giáo lý của mình. Giáo lý gốc của mình, đâu là giáo lý gốc? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thể là khả năng chia sẻ, trình bày của các vị giảng sư không tường tận, không thấu đáo. Thì không ngoài hai vấn đề đó khiến cho quý vị mâu thuẫn và confused. Bây giờ Thánh Tuệ đi chia sẻ một tí cái nhận định đầu tiên, cái nguyên nhân đầu tiên. Đó là cái khả năng nhận thức, nhận định và hiểu giáo lý của quý vị. Đôi khi chúng ta nghe rất nhiều mà chúng ta không có cái thước đo giáo lý, thưa quý vị. Mà cái thước đo giáo lý của Phật giáo thì mình phải trong tinh thần của tam học, tức là văn, tư và tu. Thì thước đo đó là không ngoài là khổ, vô thường, vô ngã. Thước đo đó không ngoài là tam vô lậu học, lậu học. Đó là giới, định và tuệ. Bất cứ vị nào nói kiểu nào thì nói, quý vị cứ đem cái thước đó ra mà đo. Vị này, ngài, người này nói có đúng với tinh thần tam pháp ấn hay không? Vị này nói có đúng với tinh thần của tam vô lậu học hay không? Đây là thước đo của một người nói pháp đúng hay sai. Và bây giờ trên bình diện giáo lý, có nhiều khi cái khả năng nhận định giáo lý của chúng ta nó bị giới hạn. Chẳng hạn như quý vị nghe kinh, quý vị thấy cái tư tưởng Phật hay nói, điển hình trong kinh Ưu Bà Tắc, Đức Phật nói cái tư tưởng là nhân thân nan đắc, đúng không? Thân người khó được. Nhưng cũng có những chỗ khác Đức Phật nói là nhân thân bất tịnh. Quý vị thấy nó có mâu thuẫn không? Thân người khó được cũng là Phật nói, nhưng mà thân người bất tịnh cũng là Phật nói. Vậy thì nếu mà khó được thì tượng trưng cho cái gì rất là quý báu, đúng không? Quý hóa. Quý hóa thì tại sao lại nói là thân người là bất tịnh? Nhưng mà khi mình nhận định vấn đề đó thì mình nói, ủa, sao Đức Phật mâu thuẫn? Lúc này Phật nói thân quý mà lúc này thân này ô uế, uế trược, cũng là Phật nói. Thì mình phải nhận định sao? Đứng trên phương diện nào Đức Phật nói nhân thân nan đắc? Đó là đứng trên phương diện của cơ hội, tức là trong cái vòng luân hồi lục đạo này, trong cái vòng luân hồi sáu nẻo luân hồi đó, tuy cái thân này nó bất tịnh, nhưng mà nó có được cái chance, cái cơ hội mà có được cái thân người này nó rất là hiếm. Nhưng mà đứng trên phương diện bản chất của thân thì rõ ràng quý vị nghiệm lại, quý vị sẽ thấy bản chất của thân chúng ta hoàn toàn là bất tịnh. 3 ngày, 5 ngày mà không tắm là cái người ngồi bên cạnh nghe pháp là thấy chịu không nổi rồi, đúng không? Thì ra mình phải biết là ở trên phương diện cơ hội thì là Đức Phật nói là thân người khó được, nhưng ở trên phương diện bản chất của thân thì thân người bất tịnh. Đó. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ rõ cái ý này hơn. Ví dụ như một cái người mà họ bơi từ bên bờ sông này, bơi qua bên bờ sông kia, nhưng mà giữa đường, ra giữa dòng thì đuối sức. Đồng thời ngay lúc đó có một cái khúc gỗ ở trên nguồn nó trôi xuống, và khúc gỗ đó là khúc gỗ mục. Thì ngay cái lúc đó là cái khúc gỗ bơi nó trôi xuống, họ chụp lấy cái khúc gỗ. Thì quý vị thấy cái khúc gỗ đó quý hay là không quý? Quý không? Đúng không? Họ đang đuối sức, nhưng mà khúc gỗ mục ở trên nguồn trôi xuống thì khúc gỗ đó rất là quý. Quý là có phải khúc gỗ quý thật không? Không. Khúc gỗ mục thì không quý. Nhưng mà cái chance, cái cơ hội nó cứu mình, đó là cơ hội quý. Thành ra chúng ta không hiểu, chúng ta thấy là Phật Pháp dường như là có cái sự conflict, mâu thuẫn, cũng nói về cái thân thôi. Đó là một cái phương diện mà Thánh Tuệ nêu ra điển hình. Hoặc là khi quý vị học Phật thì quý vị phải biết trong Phật Pháp nó có gọi là bất định Pháp và gọi là Pháp quyền và Pháp thật. Có những Pháp gọi là Pháp quyền
mà có những pháp gọi là pháp thật. Pháp quyền là gì? Là dạng là pháp phương tiện, upaya, khuyến khích, gọi là pháp quyền. Nhưng có những pháp gọi là pháp thật, mình phải nhận định được thì mình mới không bị confused. Chẳng hạn như thế này, giống như trong Kinh Pháp Hoa có cái câu như thế này: dù cho tạo tội hơn núi cả, đúng không? Rồi sao nữa, ai nhớ? Giỏi quá. Dạ đúng rồi. Dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Theo quý vị, hai cái câu này là pháp quyền hay là pháp thật? Quyền, rõ ràng. Cảm ơn quý vị. Quý vị trả lời được như vậy là tánh tuệ mừng đó. Ví dụ, dầu cho tạo tội hơn một núi, nhưng mà tụng pháp hoa chỉ vài ba hàng thôi, chẳng nhọc tụng pháp hoa vài ba hàng thôi là hết sạch tội. Quý vị thấy nó có phe không? Nó có phe trên tinh thần nhân quả hay không? Mình cứ ra đâm heo thuốc chó giết người đi rồi mình đọc pháp hoa vài ba hàng là sạch tội. Cho nên trong cái tinh thần này chúng ta phải biết đây là pháp quyền. Để chi? Pháp quyền này nhắm vào ai? Căn cơ nào? Căn cơ của những người mà họ đã lỡ tạo tội ở trong cuộc đời. Họ lỡ làm những tên sát nhân hung thủ, những tên tướng cướp. Đó. Họ lỡ làm những người mà lường gạt tạo tội vô số. Nhưng mà bây giờ khi họ quay đầu lại với Phật Pháp á, thì họ mặc cảm tội lỗi, đúng không? Cái mặc cảm tội lỗi nó đè nặng trong lòng họ. Thì bây giờ sao? À, đọc cái câu này có phải mở lối cho người ta không? À đúng rồi, Phật nói chỉ cần quay đầu. Và một cái câu nữa chúng ta thường gặp nữa là buông đao độ tể, lập địa thành Phật. Pháp quyền hay pháp thật? Quyền. Buông đao độ tể là ngay từ cái cơ hội, ngay cái lúc buông đao đó, từ đó trở đi là có cái chance, cái cơ hội để mà thành Phật. Chứ không phải buông đao cái thành Phật cái rụp liền. Đó, chúng ta phải nắm được cái đó chứ. Phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có một ông Phật. Đó, mình nắm được cái đó thì mình không bị mâu thuẫn trên vấn đề nghe Pháp. Đó, thì quý vị thấy nè, cái khả năng thứ hai nữa là khả năng diễn đạt tư tưởng của giảng sư mà khiến quý vị nghe không thấu, quý vị nghe hiểu lầm là có một phần là do khả năng diễn đạt tư tưởng của các thầy. Nhiều khi cái sự hiểu của các thầy là 100%, nhưng mà nói ra hình như có 60%, 70% nói không tới những cái ý mình muốn nói, nói không ra được những gì mình muốn nói. Cái này là thuộc về cái biện tài của người đó. Cái người mà hiểu mà nói toát ra hết tất cả cái vấn đề để cho thính chúng hiểu thì cái đó là thuộc cái khả năng của giảng sư. Mà muốn được một cái mà nói ra để cho người ta hiểu được trọn vẹn như ý của mình diễn tả thì người đó phải có một cái tính gì, một cái điều kiện gì, một cái khả năng gì. Tâm thông thì thuyết thông. Tâm người đó thông thì thuyết nó thông. Tâm không thông á, nói không ra vấn đề. Không ra vấn đề thì nói nó mờ. Quý vị hiểu không tới, rồi quý vị hiểu không tới, quý vị loạn trong một cái rừng tư tưởng, quý vị không nắm được, không nắm bắt được cái pháp hành, pháp tu. Đây là cái vấn đề của quý thầy. Đó. Nhưng mà quý vị biết, hễ là quý thầy đã bước ra làm đạo giảng dạy, thì phần đông quý thầy đều phải nắm giáo lý, nhất là giáo lý gốc, rất là chặt chẽ, rất là vững vàng, rất là vững chãi, thì mới dám bước ra nói cho nó đúng với những lời Phật nói. Còn không, mình ra mình nói mơ hồ hoặc là mình nói sai giáo lý thì rất là tội. Tội cho cái người nói một phần, phước đâu không thấy, nhưng mà tội là đã gieo rắc vào trong lòng đời, trong tâm thức của thính chúng, của chúng sinh nói rộng, một cái nhìn sai lạc về Phật Pháp và giáo Pháp. Thật sự như vậy. Nếu mà đã nắm được giáo lý gốc thì cái biện tài, cái khả năng đó là bỏ qua một bên. Nhưng mà nếu mà nói cái đúng á, thì quý vị sẽ thấy mọi người đều đúng giống nhau, mặc dù là cái cách chia sẻ khác nhau. Quý vị thấy cũng là gạo, nhưng mà có người nấu thành cơm, có người làm bún, có người nấu cháo, có người làm phở, có người mì quảng, bánh căn, bánh xèo, nhưng mà chung quy là gì? À, gạo không à. Nhưng mà mỗi người làm một kiểu, mỗi người làm một cách.
nói theo cái cách của mình, cái sở trường, cái biện tài của mình. Nhưng mà cái bản chất chung của tất cả thức ăn mà Tấn Tuệ vừa chia sẻ đó là gạo, thì bản chất của giáo pháp đó không ngoài là tứ diệu đế, không ngoài là bát chánh đạo, không ngoài là giới định tuệ, không ngoài là tam pháp ấn. Nếu ai đi ra khỏi tinh thần đó, người đó không phải là người nói pháp, Phật pháp. Cho nên nói là đường nào quý vị, bởi vì khi quý vị nắm cái pháp cái này rồi, quý vị đi theo thầy nào cũng được. Có duyên thì đi, đi theo để mà y pháp, cuộc theo học pháp với quý thầy, đi theo vị nào cũng được. Bởi vì vị thầy nào cũng dắt một đường là đường nào cũng về. À, không, đường nào cũng về Ấn Độ. À, mình tu Phật mà thầy mình thầy Tấn Tuệ dừng lại để cho quý vị theo Phật là phải về Ấn Độ. Trời ơi, tôi ở Ấn Độ gần 8-9 năm trời mà nghe trả lời thấy buồn quá. Đó. Rồi, qua một điểm thứ hai nữa thì đó là muốn hiểu được Phật pháp đôi khi không phải nghe không, mà có những cái sự hiểu cho nó thẩm thấu cái trọn vẹn đó là hành. Có những vấn đề nghe là hiểu, nhưng có những vấn đề hành mới hiểu nha. Nhà hành mà hiểu sâu hơn vấn đề, cũng là cái bài kinh đó. Khi quý vị chưa tu, quý vị mới chỉ là người thính giả thôi, quý vị nghe một bài kinh đó quý vị cũng hiểu, nhưng mà đến khi quý vị bắt tay vào việc công phu tu hành rồi, 5-10 năm sau quý vị đọc lại bài kinh đó, quý vị thấy khác. Quý vị có thấy công nhận điều này không? Nếu ở trong này đã có sự thực hành cũng bài kinh đó thôi, đây là cái người đó đã có ứng dụng, đã có thẩm thấu, đã có thực hành hành rồi. Thì quý vị thấy có những cái nói ra không hết được, mà nó đòi hỏi cái sự trải nghiệm. Chẳng hạn như Tấn Tuệ ăn sầu riêng, Tấn Tuệ biết được cái hương vị, cái mùi vị sầu riêng, ví dụ như nó béo béo, nó ngọt ngọt, nó thủm thủm, nó hơi hôi hôi, vân vân. Cái đó là Tấn Tuệ ăn rồi, đúng không? Nhưng mà giả dụ như quý vị ở đây chưa bao giờ ăn cái sầu riêng, đúng không? Giả dụ như vậy, thì bây giờ cái Tấn Tuệ có nói sầu riêng là như vậy, vừa béo béo, vừa ngọt ngọt, vừa thủm thủm, vân vân, quý vị có mường tượng ra không? Nhưng mà quý vị ăn vô rồi thì khỏi cần nói, bởi vì tôi đã test nó rồi, đúng không? Đó là hành rồi đó. Hoặc là trà cũng vậy, uống trà cũng vậy, uống vô một cái. Quý vị biết tại sao mấy ông thầy nhà trong chùa hay ngồi uống trà không? Nhất là trà ngon, ngồi bên ly trà với nhau, rót trà, uống vô một cái, khà một cái, một bên kia, bên này khà, bên kia khà một cái là biết rồi đó. Biết làm sao? Cảm nhận được cái hương vị của trà. Mà khi cảm nhận rồi, không cần diễn tả cái tách trà, bởi vì cái sự cảm nhận của tôi và sự cảm nhận của bạn, của anh, của thầy giống nhau, đâu cần dạy diễn tả nữa đâu, đúng không? Thì có những giáo pháp cũng vậy, có nhiều khi quý vị phải ngồi lại với mình, quay về để cảm nhận giáo pháp từ trong cái hải đảo tự thân của mình. Đó. Và hiểu lúc đó mình hiểu rồi đó, mình theo Phật, lúc đó mình theo Phật không phải là theo việc cảm tính, mà theo trọn lòng mình phục Phật sát đất, là tại vì mình quá hiểu Phật. Thưa quý vị, có ba thái độ khi chúng ta nghe pháp. Khi đi nghe pháp có ba thái độ. Thái độ đầu tiên đó là nghe pháp bằng gì? Bằng tai. Thái độ nghe pháp thứ hai là nghe pháp bằng tâm. Thái độ nghe pháp thứ ba là nghe pháp từ trong cuộc sống. Cái người đầu tiên là cái người nghe pháp bằng tai. Tức là mình đến những cái pháp hội, những cái buổi giảng, chúng ta nghe quý thầy thuyết pháp như một hình thức thay đổi không khí. Giống như ở ngoài đời á, mình nghe Nguyễn Ngọc Ngạn nói Paris by Night talk show gì đó, thì mình nghe hoài á, rồi mình ngán, rồi bây giờ thôi, giờ vô chùa nghe kinh chơi vậy, thay đổi không khí, nghe với cái sự giải trí, nghe cho vui, gọi là nghe pháp bằng tai.
Mà nghe pháp bằng tai này á, nó dễ là nghe rồi tai này nó đi qua tai tai kia. Thánh Tuệ hay nói vui vui là những vị đó thường thường là những vị gọi là học theo một cái hạnh gọi là hạnh lá môn. Quý vị biết hạnh lá môn không? À, đó đổ lên nước là nó chạy, hay là hạnh đầu dịch. Nước đổ lên là nó trôi. Đó là nghe pháp bằng tai. Cái thứ hai là nghe pháp bằng tâm. Đối với những người mà lơ tơ mơ, những vị giảng sư mà lơ tơ mơ giống như Thánh Tuệ thì quý vị, cái này Thánh Tuệ không expect quý vị, nhưng mà có những vị giảng sư họ nói pháp từ tâm, và quý vị nghe pháp bằng tâm thì nó thẩm thấu trong tâm hồn mình nhiều lắm. Nó trở thành một cái hạt giống ngủ ở trong tâm hồn mình. Đến một lúc nào đó mình ngỡ như mình nghe pháp rồi mình quên, nhưng mà kỳ thật nó nằm ở trong đó. Nó nằm không phải kiếp này đâu quý vị, mà đến vô lượng kiếp về sau á, nếu mà nó tác động sâu ở trong cái à lại gia thức, cái vô thức, cái tiềm thức của quý vị ngủ ở trong đó. Cho dù mình nghe pháp rồi mình ra mình tiếp xúc lại cuộc đời, mình vẫn đam mê ngũ dục lục trần như thường, nhưng mà đã có hạt giống pháp, bởi vì cái đó nó lọt vào trong tạng thức của chúng ta rồi. Đó là nghe pháp bằng tâm. Và Tấn Tuệ thấy Tấn Tuệ rất trân trọng những cái vị mà biết nghe pháp bằng tâm này. Điều thứ ba là nghe pháp từ cuộc sống. Người này siêu hơn chút. Nhưng mà cái người này cũng đã từng nghe pháp bằng tâm rồi đó, mới có cái cách nhìn từ cuộc sống, học những bài học, học những bài pháp từ trong cuộc sống. Đã từng nghe pháp bằng tâm rồi. Đó. Tức là họ nhìn đâu, họ bước ra giữa đời, pháp đi theo họ. Nó giống như là cái tinh thần mà trong cái bài kinh quý vị đọc đó là trú dạ tự thân y pháp trụ, ngày đêm tự mình ở với pháp. Mà khi ngày đêm tự mình ở với pháp rồi thì con mắt pháp, với con mắt pháp đó quý vị nhìn ra xum la vạn tượng, quý vị đều thấy không đâu là không có pháp hết. Bây giờ là mùa thu, một chiếc lá mùa thu rơi có một bài pháp đó, đó là pháp từ trong cuộc sống. Một chiếc lá ngoài nó rơi, ngoài thềm mùa thu nó rơi như vậy, mình có bài pháp gì? Vô thường. Có một bài pháp nữa là cứ mùa tới mùa thu là lá nó đổ, lá đổ muôn chiều, ôi lá úa, đúng không? Đó. Nhưng mà không phải là phải chăng là nước mắt người đi, không phải cái đó. Lá đổ muôn chiều, ôi lá úa, thấy lá đổ, nhưng mà thấy ra bài học gì? Tại sao chiếc lá nó rớt? Lá chết đó chứ ha? Lá nó chết. Nó chết rất là thanh thản. Nó chết rất là tự tại. Nó chết rất là thơ. Nhưng mà cái chết của chúng ta sao? Cái con người chúng ta đối với cái chết làm sao? Rất sợ, rất hãi hùng. Nhắc đến cái chết là né rồi. Nhắc đến cái từ chết là tìm những cái từ khác mà trốn tránh rồi. Đi bắn muối, đi khuất núi, về đoàn tụ ông bà. Tôi dùng những cái từ khác, không dám dùng cái từ chết. Nhưng mà lá nó chết thì nó cứ, mình cứ nhìn nó chết. Thì con người mình, nếu mình thấy mình là chiếc lá, đúng không? Thì cái sự đi của mình, cái sự mà lìa bỏ cõi đời này, nó đẹp như chiếc lá. Bởi vì đó là quy luật cuộc đời. Thì chết thì chết thôi. Thì tôi cũng như lá rơi thôi. Vì sao mà tôi không chịu lá rơi, tôi tránh cái từ chết như vậy? Gốc sâu xa là vì đâu ạ? Sợ chết mà vì đâu sợ chết? Tiếc nuối ôm lấy cuộc đời. Tôi là ai mà yêu quá đời này? Trịnh Công Sơn hả? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai mà yêu quá đời này? Bởi vì yêu là gì? Nhìn ra con mắt Phật giáo, yêu là gì? Attachment, bám víu là gì? Là cái tên gọi khác của chấp thủ đó. Và ở đâu có chấp thủ, ở nơi đó có khổ đau. Ở đâu có chấp thủ, nơi đó có luân hồi. Khi chúng ta nhìn ra xung ra vạn tượng là chúng ta thấy một bài học.
thậm chí hai người cãi lộn với nhau cũng thấy một bài pháp nữa. À, hai bà đứng giữa chợ cãi với nhau đông đỏng thấy ra một bài pháp. Thấy gì? À, khổ. Thấy người ta bị thiêu đốt bởi cái sân. Thấy hết. Thành ra cái người mà khi một người mà họ đã thấu pháp rồi đó thì là họ không nói pháp từ trong kinh điển đó quý vị, mà pháp ở mọi nơi. Và cái pháp đó nó lồng lộng, nó thông thoáng, nó không bị gò ép trong cái ngôn ngữ văn tự nữa, chữ nghĩa nữa. Và cái đó mới là sống động đó, mới là cái hồn của Phật pháp đó. Chứ còn trong kinh điển mà chúng ta không nắm được cái hồn của kinh điển thì tất cả đều là một cái ngôn ngữ chết, gọi là tử ngữ. Ngôn ngữ chết. Rồi bây giờ chúng ta đi qua một cái mảng nữa là có ba thái độ tụng kinh, học kinh. À, hồi nãy mình nói có ba thái độ nghe pháp ha. Tại vì cái sự hiểu của mình chúng ta không ngoài là nghe và nhìn và đọc tụng, đúng không? À, thì bây giờ qua tới cái tụng, thì cũng có ba cái thái độ tụng kinh. Thứ nhất là tụng cho có phước. Nhà tụng kinh để có phước. Cái thứ hai là tu, mà dạng là tu tụng. Nhà tu hành nhưng mà dạng là tu tụng. Cái thứ ba là tụng để liễu nghĩa kinh. Nhà, quý vị vote được cho cái nào? Cái đầu tiên là tụng kinh cho có phước ha. Theo Thánh Tuệ, tụng kinh có phước là cái tư tưởng của đại trà cùng quần chúng, gọi là một từ nôm na gọi là Phật giáo bình dân. Mà Thánh Tuệ không nói là cái vấn đề căn cơ, nhưng mà nói trên cái vấn đề gọi là tu học thì là đã biết tụng kinh là cái đó đã quý rồi, đúng không? Nhưng mà cái căn cơ đầu tiên, cái trình độ đầu tiên là tụng kinh để cho kiếm phước. Bởi vì nghe trong kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, tụng kinh là phước ghê vô nhiều vô số kể, đúng không? Thì ham tụng để có phước. Nhưng mà cái thái độ tụng mà không hiểu kinh như vậy, có phước thì vẫn có phước, nhưng mà đau khổ thì vẫn đau khổ. Cho nên quý vị thấy có những người rất giàu không? Giàu là gì? Có phước mới giàu. Nhưng mà giàu chưa chắc, giàu không đi đôi với hạnh phúc, đúng không? Giàu không đi đôi với, có những bà rất là nhà quê, rất là gọi là cư xử rất là dở, rất là ít học, nhưng mà giàu. Thì họ cũng là dạng có thể là kiếp trước đã có tụng kinh, kiếp này có phước, nhưng mà không có trí tuệ. Cái thứ hai là tu tụng. Tu tụng là sao? Tu theo thời khóa, sáng, trưa, chiều, vân vân. Sáng, chiều, vân vân. Sáng công phu, chiều công phu, gọi là tu tụng. Đã nói biết tụng kinh là hay rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa. Tu tụng mà không khéo tu tâm thì sau khi tụng xong đó thì kinh đi đường kinh, người đi đường người. Ở đụng chuyện là biết là kinh nó biến mất hết trơn. Thậm chí nói vui vui là chuông bay mỏ bay không chừng nữa. Đó, cái này là gọi là tu tụng, tức là tu trong thời khóa, tu trên hình thức. Và cái này người ta hay mai mỉa những người tu như vậy. Đó là sân si nghiệp chướng không chừa, sớm chuông chiều mỏ, hay là bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Tu và cái tụng hai cái lĩnh vực khác nhau. Đó. Còn cái thứ ba nữa đó là tụng kinh để mà liễu nghĩa kinh, để nhắc mình tu. Đây là theo Thánh Tuệ, đây là cái thái độ tụng kinh thù thắng nhất. Tụng kinh cái kiểu này, cái lối này là cái cách tụng kinh thấu tình đạt lý. Và lợi lạc thật sự. Và quý vị thấy, cái người mà tụng kinh để liễu nghĩa kinh, Thánh Tuệ hỏi quý vị nè, ví dụ mình tụng đi một cái thời công phu của mình đi ha, thì quý vị thường thường chúng ta thấy khi bắt đầu vào cái thời kinh là cái gì trước? Tụng cái gì trước? Phật giáo truyền thống tụng cái gì trước? Đại bi, đúng không? Bước vào là enter một cái là đại bi,
bước ra Bát Nhã. À, Bát Nhã chứ không phải Bát Nháo. Vào một cái là Đại Bi, ra là Bát Nhã. Chưa nói lý của kinh, bây giờ mình nói trên cái vấn đề mà sắp xếp, chư tổ sắp xếp những cái bài kinh gì. Nó có cái dụng ý gì đằng sau đó? Dạy chúng ta một điều gì? Bước vào một cái là Đại Bi là tức gì? Tất cả mọi cái thi vi động tác của mình, mà cái khởi tâm động niệm của mình khởi lên là tất cả đều phải vì chúng sinh. Vì Đại Bi là vì Bồ Đề Tâm, vì cái lợi lạc cho chúng sinh trước. Vị tha, cái tâm niệm vị tha trước. Đó là vì sao mà bước vào một cái là Đại Bi. Rồi bước ra là Bát Nhã. Cái Đại Bi đó, bước vào Đại Bi đó chưa đủ. Hành động, Đại Bi là tượng trưng cho hành động. Mà hành động đó là phải được soi sáng bởi Bát Nhã, đó là trí tuệ. Giúp đỡ ai? Có tâm từ thiện là tốt đó. Giúp đỡ ai là tốt, tốt trước cái đã. Nhưng phải coi lại cái trường hợp này có nên đáng giúp hay không? Có cần thiết giúp đỡ hay không? Cái đó là phải dùng cái trí. Hôm vừa rồi Thánh Tuệ đi giảng mấy tiểu bang hình như là Atlanta đó. Rất nhiều quý bác, nhất là mấy bác lớn lớn tuổi chia sẻ đó. Là bên này bao nhiêu tiền là cứ tháng nào cũng gửi rất đều về cho bên nhà Việt Nam. Khi mà các bác về Việt Nam rồi đó, mới tá hỏa ra là không chịu đi làm. Tức là không có tha thiết gì đi làm, mà mỗi tháng như vậy cứ trông đợi là cái tiền support từ bên này không à. Mà tiền đó từ đâu? Từ mấy bà già chứ. Mấy bà già ăn welfare, ăn tiền già đó chứ. Thành ra mình giúp như vậy đó, giúp đỡ thì là đúng. Nhưng mà giúp đỡ mà không có trí tuệ đó, mình thấy vô tình có phải là thương mà là hại. Người ta ỷ lại, người ta không chịu đi làm, người ta lười biếng. Đó. Nên có phải là mình cứ giúp như vậy rồi mình làm mọi cho người ta không? Giúp cái người có giúp trí tuệ đó, người ta sẽ gọi là giúp cái cần câu, chứ không có cho cá, đúng không? Giúp gì một lần thôi. À, có cần cái gì, cái phương tiện làm ăn, cần cái xe xích lô, cần cái máy may, cần cái gì đó cho một cái hẳn. Chứ không phải là cho người ta để người ta có sự ỷ lại. Rồi chưa kể có những người giúp cho người ta rồi ở bên đó cứ vòi vĩnh. Có bao nhiêu là đi tạo nghiệp, tức là không phải dùng vào những chuyện chánh đáng mà đi đánh bài, đánh bạc nữa. Đó. Có phải mình bên này mình không thiếu trí tuệ, mình cứ xử sự theo cảm tính. Và cái đây là một điểm mà Thánh Tuệ nói rất nhỏ. Và tất cả cái từ cái điểm này quý vị có suy diễn ra nhiều khía cạnh, rộng ra nó đều là như vậy. Đại Bi luôn luôn đi đôi với trí tuệ, thì mới hép mình được, mới đúng với đạo lý được. Đó. Bây giờ quý vị thấy nè, mình để hiểu Phật Pháp, hầu hết là Phật tử chúng ta đi trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo truyền thống, đúng không? Cái kinh, cái nguồn kinh điển mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất vẫn là kinh điển, kinh Đại Thừa, đúng không? Mà theo quý vị, tụng kinh dễ, nhưng mà hiểu được kinh Đại Thừa theo quý vị dễ hay là khó? Khó hay là dễ? Thành ra có đôi khi mình bị lơ mơ, bị lờ mờ về Phật Pháp là trên vấn đề này. Thưa với đại chúng rằng khi chúng ta hiểu Phật Pháp á, chúng ta phải hiểu Pháp của Phật á, nó giống như cái xà phòng, cái cục xà phòng. Bây giờ mình ví dụ Pháp mà giống cục xà phòng, giống như mình hạ giá trị của Pháp, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái cục xà phòng giá trị của nó nằm ở đâu. Nó tẩy uế, tẩy những vết nhơ. Pháp có giá trị khi nào nó tẩy được, nó thanh lọc được tâm hồn mình, nội tâm mình, thì Pháp đó mới có giá trị. Còn Pháp mà không tẩy uế, không thanh lọc được nội tâm, mình tụng trên cái bình diện ngôn ngữ trên miệng thôi, thì Pháp đó vẫn là như hồi nãy Tuệ vừa chia sẻ, tụng xong là kinh đi đường kinh, người đi đường người. Cho nên khi sử dụng Pháp, khi học Pháp là phải biết, ngay cả cái lời nói của ông thầy đang nói với quý vị hôm nay cũng chính là những cục xà phòng. Phải dùng cái cục xà phòng đó mình giặt áo, đó là giặt tâm của mình.
giặt tâm rồi đó. Thì khi cái áo sạch đó rồi, cái áo nó sạch cái vết nhơ rồi, cái áo tâm của mình nó sạch vết nhơ rồi, xà phòng nó giữ lại hay là không giữ lại? Xả luôn. Xả luôn cái xà phòng. Tức là pháp cũng không có ôm. Pháp là rất là gọi là pháp bảo, nhưng mà khi đã sạch cái tâm rồi thì pháp đó là phương tiện. Đó, phải có thái độ như vậy. Bây giờ cái thái độ để mình học kinh, nhất là kinh Đại Thừa. Thì Tánh Tuệ thấy có hai nguồn tư tưởng của Phật giáo rất là rõ, hai nguồn kinh điển của Phật giáo, đó là kinh Tạng Nguyên Thủy và kinh Tạng Đại Thừa, còn gọi là kinh Phát Triển. Nhưng mà phần đông chúng ta tiếp xúc nhiều là tiếp xúc với kinh điển của Đại Thừa Bắc Tông nhiều. Nhưng kỳ thực nếu chúng ta có duyên, chúng ta đọc được những kinh điển nguyên thủy. Tuy rằng kinh điển nguyên thủy là văn tự, văn phong của kinh điển nguyên thủy rất khô, văn cổ, nhưng mà rất dễ ứng dụng, rất dễ tu. Nhưng kinh điển Đại Thừa đa số là nói bóng, nói gió. Đa phần như vậy. Rất giàu cái bóng gió ở trong kinh điển Đại Thừa. Thì cái thái độ mà chúng ta học kinh điển Đại Thừa là chúng ta phải nắm lấy cái ý chính, nắm lấy cái đại ý, cái linh hồn, cái cốt lõi, cốt tủy của một cái cuốn kinh, của một bài kinh. Ta có thể học rất nhiều nhưng mà chúng ta phải nắm lấy cái ý chính thì chúng ta mới có biết được cái ý hành. Bây giờ Tánh Tuệ trở lại kinh điển nguyên thủy. Ví dụ như quý vị thấy này, những cái bài kinh giống như kinh Mangala Sutra, kinh Hạnh Phúc, hoặc là kinh Từ Bi Metta Sutra, rất là đơn giản, đọc vào là thấy liền. Kinh Từ Bi sao? Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ thường hiển minh. Quý vị thấy dễ hiểu không? Nói toát ra luôn. Hiền hòa không kiêu mạn, nói toát ra luôn. Nhưng mà kinh điển của Phát Triển thì nói xa nhiều hơn. Đó, thì bây giờ Thánh Tuệ nói nè, khi chúng ta học kinh điển Đại Thừa, chúng ta phải có tinh thần gọi là y nghĩa bất ý, y ngữ. Ở đây chúng ta đã, ai đã học qua tinh thần tứ y rồi? Mấy bác trong Đuốc Tuệ thì không đố mấy bác, nhưng quý vị nhớ tứ y không? Tứ y là gì? Bốn tinh thần tứ y này, những người con Phật, học Phật nha, phải nhớ. Giờ xin nhắc lại nè. Thứ nhất là y pháp bất ý nhân. Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y kinh liễu nghĩa bất y kinh, bất liễu nghĩa. Đó. Thì hôm nay Tánh Tuệ chỗ này Tánh Tuệ sẽ xoay vần cái gọi là cái thứ hai, đó là y nghĩa bất y ngữ. Và Tánh Tuệ có cái dùng cái từ gọi là khi học kinh Đại Thừa chúng ta phải có cái khả năng là vén cái màn ngôn ngữ để chúng ta thấy được cái mặt thật đằng sau cái màn ngôn ngữ đó. Thì bây giờ Tánh Tuệ chia sẻ một tí, giống như quý vị học kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy cái tinh thần chính, cái nội dung chính, cái đại ý chính của kinh Pháp Hoa là gì? Gom nó một bộ kinh Pháp Hoa như vậy nhưng mà gom lại có mấy chữ vì một đại sự nhân duyên mà chư Phật ra đời. Đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. 9 chữ. Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng mà nói tóm lại là sao? Có 4 chữ thôi đó. Nói dài, 9 chữ còn dài á. Cuối cùng thu lại là còn có 4 chữ là khai, thị, ngộ, nhập. Đó là tinh thần chính của kinh Pháp Hoa. Khai là gì? Mở bài ra. Thị là gì? Chỉ. Khai là mở, giống như mở một cái kho tàng. Mở ra kho tàng có gì? Vàng, bạc, châu báu, có cái tượng Phật bằng vàng ở trong đó. Chỉ, thị là chỉ.
Ngộ là khi vừa 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 thị cũng là ngộ luôn, tức là vừa thấy cũng là vừa ngộ luôn đó. Khai thị ngộ, bước vào kho tàng đó để sử dụng vàng bạc đó là nhập, khai thị ngộ nhập. Ở trong pháp hội thì chúng ta có một đạo hữu mà Tấn Tuệ rất là khâm phục, đã cảm tác, đã gọi là phóng tác hả, đã là rất là, có lẽ rất là có duyên với kinh này, đã thi hóa cái kinh này, kinh Pháp Hoa, thành một bài thơ, một cuốn thơ. Đó là đạo hữu Quảng Minh Chơn đó, mà Tấn Tuệ mấy năm trước đã đọc, là đạo hữu Đào Phong đó. Cái vị nào ở đây có cái cuốn đó rồi cái vị tìm đọc cuốn đó, đạo hữu Quảng Minh Chơn đâu, đứng lên cho bà con thấy để biết rồi. Xin mời please. Quý vị nên tìm đọc cái cuốn đó nha, Kinh Pháp Hoa, một cái cuốn kinh như vậy mà thi hóa là một công trình. Là một công trình mà cái tâm đó với Phật Pháp rất là lớn mới có cái tâm đó đó. Mới làm được cái thi. Tấn Tuệ nhìn thấy cuốn kinh, nhiều khi mình tu đây mà thiếu tinh tấn mình còn không muốn đọc nữa, chứ đừng nói là làm ra một cái bài thơ như vậy. Phải không? Một cái bài thơ dài như vậy. Quý vị phải tìm đọc, quảng cáo cho đâu có mình chơi. Đó. Thì bây giờ... quý vị nghe cái đề tài này, hỏi thiệt quý vị có căng thẳng không? Căng thẳng không vậy? Đụng tới kinh là nó căng thôi à. Nhưng mà quý vị chịu nghe đi, nó sẽ có lợi ích cho quý vị. Ha? Đó, nó đụng tới đi sâu vào giáo lý là vậy. Nhưng mà khi mình nghe mình hiểu rồi, mình không phải là căng thẳng mà mình rất là enjoy. Do giống như ngày xưa mà Tấn Tuệ đã từng mười mấy năm trước, Tấn Tuệ nghe bác Mật Nghiêm giảng Duy Ma Cật vậy đó. Lúc đó đâu có biết gì đâu, nhưng mà có duyên bác giảng Duy Ma Cật cũng nghe, lúc đó như nghe vịt nghe sấm nhưng mà từ bây giờ vẫn nhớ đó, cũng lượm được vài từ trong đó, đó. Thì bây giờ nè, bây giờ chia sẻ với quý vị một mẫu chuyện vui vui, đó là cái chuyện có cái tựa là ba cái bánh ít để nó giảm stress cho quý vị. Có một cái ông đó là thầy Pháp. Hôm đó tới cái nhà đó tụng kinh. Lúc mà lên trên đăng đàn lên cầu đảo đó, ông đang tụng kinh thì ông đi, khi mà ông đi ông dắt theo một cái chú đệ tử. Đó. Thì khi mà cầu đảo như vậy thì đang tụng cốc cốc chen chen như vậy thì ông nhìn xuống thấy có ba cái bánh ít. Ngon quá cái là ông lén lén ông lấy. Ông mới đưa tay rằng sao ông chùi cho đứa đệ tử đứng ở sau. Chùi cho đứa đệ tử đứng ở sau. Cái là thế là tụng xong cái buổi cầu đảo xong rồi trên đường về. Lúc đó trên đường về thì đói bụng, ông mới nói. Hồi nãy thầy đưa con ba cái bánh ít đâu rồi, đem ra ăn lót dạ coi. Cái nhỏ nói, thưa thầy, con tưởng là thầy cho con nên con lột lẫm hết cái là ông bực rồi nghe, nhưng mà họ không nói. Cái là nó cứ tò tò nó đi theo ổng, cứ ổng đi chập không quay đầu lại, ổng nói bộ tao là tội phạm hay sao mà đi tò tò để sau lưng tao vậy, mày là công an hả, hay mày cảnh sát mà đi tò tò sau lưng tao vậy. Nhỏ nghe nói vậy rồi sợ quá, cái vượt đi ra trước, đừng đi trước. Đi trước ổng nói, đi anh chập nói, bộ mày là thầy tao sao mày đi trước mặt tao. Nhỏ ngó qua ngó lại thấy khó quá rồi, bây giờ bắt đầu ổng mới, thằng nhỏ mới đi tới, đi ngang lưng ổng, ngang hồng ổng nói, bộ mày là bạn tao sao mày đi ngang hàng tao. Cái nhỏ đứng lại, nói thưa thầy, đi trước thầy không chịu, đi sau thì cũng không chịu, đi ngang cũng không chịu, bây giờ đi sao thầy? Quý vị biết ông trả lời sao? Mày đi sao đó mày đi, miễn sao mà nó lòi ra ba cái bánh ít cho tao là được. Đây là nói kể chuyện vui cho quý vị nghe, nhưng mà nói là Phật Pháp là vậy. Nói mênh mông chi địa như vậy, nhưng mà cuối cùng nó là ba cái bánh ít. Là gì? Giới, định, tuệ. Đó, nói gì vậy đó. Có cái anh đó, một câu chuyện vui nữa. Anh đó nhận được thư. Anh có hẹn với người tình. Anh nhận được thư của người tình.
Nhưng mà đọc thư xong, mình nhìn, mình khi mình đọc thư á, thì mình nói, ủa, thư có gì đâu. Mà khi mà ảnh đọc xong là ảnh khóc. Xin trời đừng đổ mưa, anh đến bờ sông xưa. Đừng bao giờ trễ hẹn, đến đó sẽ gặp em. Đó, xin trời đừng đổ mưa, anh đến bờ sông xưa. Đừng bao giờ trễ hẹn, đến đó sẽ gặp em. Nếu là mình đọc cái lá thư mình thấy sao ạ? À, tức là cái cô này viết cho anh này là nó xin anh gọi là đừng bao giờ trễ hẹn. Nhưng mà nghe xong tại sao anh khóc? Không, không phải. Quý vị nhớ kỹ ha. Cái chữ trong Việt Nam mình, từng chữ nó có cái thơ theo dạng dọc nữa nha. Đọc dọc nữa là câu đầu là gì? Xin trời đừng đổ mưa, chữ xin viết hoa. Anh đến bờ sông xưa, chữ anh viết hoa. Đừng bao giờ trễ hẹn, chữ đừng viết hoa. Đến đó sẽ gặp em, chữ đến viết hoa là gì? Quý vị ngộ chưa? À, đó. Đó là tại sao lý do ảnh lại đứng khóc. Thì Phật Pháp là vậy. Phật Pháp đôi khi nói một đường, nhưng mà mình phải hiểu một ngã. Thì nhất là Phật Pháp Kinh Đại Thừa, nói một đường phải hiểu một ngã. Bởi vì sao? Nó là mang cái tính ẩn dụ ngụ ngôn. Nè, bây giờ Thánh Tuệ chia sẻ nè. Có hai cái từ mà rất quý, hai cái câu rất quý đối với mấy ông thầy giảng sư. Đó là y kinh diễn nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Hai cái câu này giá trị với ông thầy, mấy ông giảng sư ghê lắm. Y kinh và diễn nghĩa, y nhất là Kinh Đại Thừa, mà y theo cái lời của kinh mà giải thích ra thì oan cả ba đời chứ trừ Phật. Mà lìa kinh một chữ là đồng với ma thuyết. Mà bây giờ cái thái độ sao? À, y kinh giải nghĩa là chấp chặt ở trên hình thức văn tự chữ nghĩa đó, nhưng mà lìa kinh mà nói Phật Pháp á, là dạng nói cương ức thuyết. Ức thuyết là ức, trong từ Phật Pháp gọi là ức thuyết, là tức là nói cương, là diễn cương. Quý vị thấy, quý vị mấy người mà đóng kịch không, có nhiều khi lên sân khấu những cái câu nói đó nó không nằm trong kịch bản, cái lên đó cái diễn cương, diễn cương nó đi lệch ra ngoài cái xuống đằng sau sân khấu, nói sau nãy chị anh diễn cương gây nhau. Cái này là ly kinh nhất tự đó. Cho nên nói Phật Pháp là cả một cái vấn đề rất là khó. Hãy nói như vậy. Thì bây giờ chúng ta đưa ra một cái ngữ cảnh ở trong Kinh Pháp Hoa để quý vị thấy nó có cái gọi là ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời. Quý vị nào tụng Kinh Pháp Hoa, tụng đến cái phẩm thứ 11, đó là phẩm gì? Hiện Bảo Tháp. À, thì cái bối cảnh của cái phẩm thứ 11 á, thì khi Đức Bổn Sư nói Kinh Pháp Hoa thì bỗng dưng có một cái tháp nó từ dưới đất nó vọt lên rồi nó trụ ở đâu? Trụ giữa hư không. Đó, Hiện Bảo Tháp. Rồi Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát mới tò mò, đại khái là vậy, mới thắc mắc. Thánh Tuệ nói nôm na thôi nghe, mình không có thời gian để nói cho nó chia ly, nó đúng như trong kinh, mà phải nói nôm na tổng thốt quát ra để quý vị nắm. Thì Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát mới thắc mắc là vì sao có cái tháp nó hiện ra như vậy, vân vân. Thì Đức Bổn Sư mới trả lời như thế này. Có một vị Phật tên là Đức Phật Đa Bảo. Ngài có cái nguyện như thế này. Mỗi khi nơi nào có chư Phật, có Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa, thì cái tháp của Phật Đa Bảo đó sẽ hiện ra. Thì Ngài Đại Nhạo Thuyết, tâm tư Ngài Đại Nhạo Thuyết là thấy cái tháp rồi chưa cam, còn muốn thấy cái Phật, vị Phật Đa Bảo, còn muốn chiêm ngưỡng, chiêm bái tôn nhang của Phật Đa Bảo ở trong cái tháp đó nữa. Đó, thì mới nói, bạch
Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con muốn chiêm ngưỡng tôn nhang của Phật Đa Bảo ở trong cái tháp Đa Bảo đó. Thì Đức Thế Tôn nói thế này nè. Cái tâm nguyện của Đức Phật Đa Bảo đó đó, khi mỗi khi nơi nào mà có Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì tháp sẽ hiện ra, và muốn thính chúng, bốn chúng mà muốn thấy được cái châu thân, cái tôn nhang của Đức Phật Đa Bảo, thì với điều kiện là thân của các vị Phật, của vị Phật đang ngồi nói Pháp đó đó, tức là Đức phân thân của tất cả các vị Phật trong khắp mười phương, phải hội về đó thì mới đủ quality, mới đủ cái điều kiện để mà cái tháp, cái cửa tháp nó open ra, nó mở ra. À, có một cái đoạn Tánh Tuệ xin đọc cho đại chúng nghe ha. Phật Đa Bảo đó có nguyện sâu nặng, nếu lúc tháp báu của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói Pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sau thân ta mới hiện ra. Quý vị ngộ ra cái ngữ cảnh này là gì? Đây là một cái là ý tại ngôn ngoại này. Cái ý để chúng ta ứng dụng được cái này là gì? Cái tất cả các phân thân của chức, tất cả chư Phật trong mười phương hội tụ về, tượng trưng cho gì? Tư tưởng của chúng ta. Khi tư tưởng của chúng ta nhóm về một chỗ thì vậy sau thân của ta mới hiện ra. Tức là khi tất cả vọng tưởng mà định lại tất cả các vọng tưởng thì có định rồi, cái chân thân của Phật Đa Bảo mới hiện ra là gì? Tuệ. Tự tánh đó là tuệ. Mà cái nhóm lại một chỗ đó gọi là gì? Samadhi, đó là định. Mà thân ta mới hiện ra đó là tuệ Ban Nha, Bát Nhã. Nói tóm lại cái ngữ cảnh đây, muốn thấy được Phật tánh, muốn sống được với tự tánh, tánh giác của mình thì hãy ngồi lại, phải tịnh cái tâm lại, tự tịnh cái kỳ ý. Cái đây là cái ngữ cảnh mà mình thấy nãy giờ nói ra thấy dòng do không? Rồi hiện ra tháp rồi, nhưng mà cái ý là muốn nói cái chỗ này, này đây. À, đọc kinh Đại Thừa như vậy thì quý vị không có suy nghĩ thì có bể cái đầu không? À, rồi bây giờ nè, Phật á, thì cái chỗ này chính là khi đó, sau khi đó thì là Đức Phật, khi cái cửa tháp nó mở ra thì Đức Phật Đa Bảo mới mời Đức Phật Bổn Sư lên ngồi chung với một tòa. Tức là gì? Tức là vọng tưởng trở về với bản thể của nó. Vọng tưởng lưu xuất không ngoài bản thể. À, nhưng mà mình bị chìm trên cái vọng đó, mình luân chuyển, nhưng mà không có cái bản thể thì không có vọng tưởng. Cho nên hai cái đó là bất nhị, nhưng mà mình sống là trên cái vấn đề mà tùy duyên, mình quên cái bản thể là cái bất biến, cho nên mình bị luân chuyển. Nhưng mà nếu mà mình sống được với cái bất biến đó thì là khi cái vọng tưởng, cái hiện tượng nó trở về với cái thể thì mình tượng trưng cho Đức Phật Bổn Sư thăng lên tòa của Phật Đa Bảo, hai vị Phật ngồi chung một tòa. À, cái gì mà mai sau thành Phật ngồi chung một tòa đó. À, đi đâu cho tiếp theo cùng. Mai sau thành Phật ngồi chung một tòa. Thì cái dạng này là cũng vậy. Ngồi chung một tòa với Phật là nói không hoa, không phải là nói đại ngôn. Nhưng kỳ thật cái đó là cái nghĩa bóng, là theo Thiền Sư Nhất Hạnh, cái Phật Bổn Sư là tượng trưng cho gì? Đó là tích môn. Còn Phật Đa Bảo là tượng trưng cho bản môn, bản thể. Đó, đây là một cái ngữ cảnh khác. Hoặc bây giờ đi qua một cái ngữ cảnh khác là Kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn cũng là một cái kinh trong, một cái phẩm trong Kinh Pháp Hoa. À, quý vị thấy trong Kinh Phổ Môn có những cái tư tưởng nào rất là rõ, giống như là vào nước, nước không chìm, vào lửa, lửa không cháy. Quý vị thấy có thực tế không? Nếu chúng ta không hiểu được cái nghĩa thực thụ của cái lời kinh. Bây giờ nói vào nước, vứt nước không chìm, ai không biết bơi nhảy xuống thử coi,
có 3 ngày chứ nổi lên không? Vào lửa, lửa không cháy. Ngồi đây nói lửa niệm Quán Thế Âm thì vào nước, nước không chìm. Vào lửa, lửa không cháy. Thử đem quẹt tới quẹt nó có cháy không? Cháy rụi chứ. Đó. Vậy thì mình phải hiểu sao cái lý của kinh nói sao. Cái lửa đó tượng trưng cho cái gì? Tâm sân. Sân mà mình niệm Quán Thế Âm là mình trở về, mình nhìn lại cái bản tâm của mình. Khi mình nhìn lại bản tâm của mình thì không bị cái tâm sân đó nó đồng hóa. Thì gọi là vào lửa, lửa không cháy. Khi cái tâm tham mình khởi lên mà mình niệm Quán Thế Âm, à mình nhận biết được, à tham đó. Tâm tham, khi tâm có tham, biết tâm có tham, à tham đó. Thì mình, ngay lúc đó mình không bị tâm tham đồng hóa, thì gọi là vào nước, nước không chìm. Đây là cái lý của kinh. Còn mình y trên cái vấn đề sự mà mình hiểu thì mình thấy trời ơi, đa số nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta bị chìm trên cái sự và dễ trở thành mê tín. Đa số, nhất là mấy bác mà ít học Phật, mấy bác lớn tuổi ít đã học Phật, tụng kinh Phổ Môn là không nhìn ra cái lý kinh mà đều là rơi vào mê tín hết. Tuy nhiên là mình nói, nếu mà một người Phật tử mà tụng kinh thành tâm thì nó có một vài kỳ tích mầu nhiệm xảy ra, nhưng mà lời lạc đích thực để ứng dụng trong đời sống hàng ngày thì không pick up ra được một cái ý trong kinh để mà ứng dụng. Đó. À, có một cái đoạn ở trong kinh Phổ Môn nữa mà nói như thế này ha. Là vào thời điểm đời Tống có một cái vị thiền sư, đó là thiền sư Đạo Thông. Thì ông có một người đệ tử, ông ta là tướng công làm ở trong triều, mà ông tướng công này có cái tên là Vu Địch. Ông hay tụng kinh Phổ Môn lắm. Thì một hôm ông Vu Địch này tới gặp thiền sư Đạo Thông, mới chia sẻ như thế này: Bạch Hòa Thượng, con tụng một kinh Phổ Môn, con thường tụng kinh Phổ Môn. Nhưng đến cái đoạn gọi là giả sử hắc phong suy kỳ thuyền phưởng, phiêu đọa la sát quỷ quốc. Đó là cái câu đó như thế nào con không hiểu. Tính tuệ dịch nè. Giả sử là một ngọn gió đen mà nó thổi cái thuyền, khiến cho cái thuyền đó phiêu dạt vào nước của quỷ La Sát. Mà đại khái khi cái thuyền đó dạt vào nước La Sát mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, là tai qua nạn khỏi, là không can hệ gì, không hề hấn gì. Thì qua cái ngữ cảnh của cái câu này, chúng ta phải hiểu làm sao. Ngay lúc đó ngài thiền sư Đại Thông mới nói là: Trời, cái câu mà nó dễ như cháo mà ngươi cũng không biết, ngu quá. Ngay lúc đó cái ông Vu Địch này sao? Mặt biến sắc, sân nổi lên. Con hỏi ngài tại sao ngài nói con ngu, nổi sân. Thì ngài Đại Thông mới nói sao nè? À, đó là hắc phong suy kỵ thuyền phưởng, phiêu đọa la sát quỷ quốc. Quý vị ngộ chưa? Hắc phong đó là gì? Giả sử hắc phong là ngọn gió đen, cái lời nói ta là ngọn gió đen đã đẩy cái chiếc thuyền đó, là thuyền hồn của ông, rơi vào cái nước quỷ la sát. Đó là tâm sân của ông khởi lên. À, thấy không? Quý vị thấy toàn là bóng gió không? Đó. Thì đọc kinh đó, nhưng mà đó chính là lý do tại sao các vị, nhất là các vị Nguyên Thủy, các vị Nam Tông, khi đụng đến kinh điển Đại Thừa, điểm này nó hơi tế nhị, nhưng mà người ta hay phủ bác. Và có người nói nặng rằng là kinh điển Đại Thừa chỉ quăng vào sọt rác thôi, bởi vì không pick up được, không có vén được cái màn ngôn ngữ, không có hiểu được cái ý tại ngôn ngoại để mà đem moi ra cái ý thiết thực cung cấp cho đại chúng, cho cuộc đời. Chính vì vậy mà Tấn Tuệ thấy kinh điển Đại Thừa nó khó. Mà nói vui vui, chính nó khó vậy mà mấy ông thầy mới có job làm ăn á. Chứ còn nó gì? Nãy giờ là một cái dạng giải thích cho quý vị đó, phải không? Đó. À, nhưng mà quý vị thấy đọc Tư Tưởng Nguyên Thủy, ngài Ajahn Chah nói một câu rất là dễ. Khi một người tác động làm cho bạn giận, bạn phiền não,
bạn đừng nhìn vào cái người làm cho bạn phiền não, mà hãy nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Đó là một dạng nói. Rõ quá, đúng không? Đó là kinh điển Nguyên Thủy. Có thể nói Ngài Ajahn Chah đã đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy, đã nói lên những cái ý nó rất mộc mạc, trong sáng, dễ hiểu. Đó, mà dễ ứng dụng. Nghĩa là khi ai tác động làm cho mình sân giận thì thói thường mình reaction liền. Nhưng mà cái người có tu á, thì nghe một cái là vừa khởi khởi lên trong này nó ba máu sáu cơn hả? Nó vừa cộm cộm lên là bắt đầu nhìn lại rồi. Ba máu sáu nó cồn cao chứ. Trước khi bắt đầu nó thoát ra lời nó cồn cao trong bụng trước. Đúng không? Thấy được cái cồn cao đó. Tức là bạn không có nhìn người đó mà nhìn lại cái phiền não của mình, nhìn lại cái sân của mình, thì có phải là ác chết ngay lúc đó không? Nhưng mà quý vị phải biết rằng là Quán Thế Âm tu, chúng ta hiểu phẩm phổ môn kỹ đó, chúng ta sẽ thấy đúng giống như tinh thần của một vị thiền sư ở Việt Nam. Hình như là trong, hình như năm nay hay năm sang năm gì, Đức Tuệ sẽ mời vị thiền sư đó. Từ từ quý vị sẽ ngộ vị thiền sư đó là ai. Ngài nói rằng Quán Thế Âm tức là Vipassana. Quán Thế Âm đó là tức là nhìn, quan sát. Chữ vi là nhìn, quan sát. Passana là giống như kiến tánh gì, là một cái dạng thiền kiến tánh vậy đó. Mà Quán Thế Âm đó là từ đâu? Quán là soi thấy, Thế Âm là ở đâu? Thế này, âm thanh của thế gian từ đâu ạ? Từ tâm mình nó lưu xuất. Giận có phải là một thế âm không? Buồn có phải là một thế âm không? Thị phi từ đâu? Từ trong tâm mà nó khởi ra, đều lưu xuất. Thị phi ngoài cuộc đời, cái gốc của thị phi là từ đâu? Từ tâm. Vậy tâm là thế âm. Quán thế âm là phải nhìn lại, phải quan sát lại cái thế âm ở trong lòng mình, là Vipassana. Vì công nhận không ạ? Bây giờ đi qua một cái phẩm nữa, bởi vì Tấn Tuệ sẽ cô kết cái này một tí với kinh Pháp Hoa, để cho quý vị thấy cái giá trị. Cái kinh Pháp Hoa là một cái bài kinh rất là popular trong Phật giáo Đại Thừa, hầu như ai cũng biết, mà chúng ta không nắm được những cái tinh thần chính thì chúng ta không biết cách ứng dụng. Trong kinh Pháp Hoa nó có một cái phẩm nữa là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. À, quý vị nhớ ha, Ngài Diệu Âm Bồ Tát đó, kể mua nguyên phẩm thì không có thời gian, nhưng quý vị phải nhớ rằng là khi mà Ngài Diệu Âm Bồ Tát đi đến cõi đời này, đi tới cõi nước, bởi vì Đức Phật Bổn Sư thuyết kinh Pháp Hoa, thì Ngài từ ở phương xa, xa, xa tít, từ các quốc độ, khắp trong mười phương, Ngài về tới cõi Diêm Phù Đề này để nghe kinh Pháp Hoa, để hộ trì cho Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa. Thì khi Ngài có mặt tại cái Pháp hội Linh Sơn thì là người ta không thấy hình dáng, hình sắc, dung sắc của Bồ Tát Diệu Âm gì hết, nhưng mà chỉ nghe chấn động thì Đức Bổn Sư mới biết đây là cái sự hiện hữu của một vị Bồ Tát có cái tên là Diệu Âm. Bây giờ ngừng lại đây để cho quý vị thấy ở đây cái ngữ cảnh này chia sẻ với chúng ta điều gì. Ngài Diệu Âm Bồ Tát tượng trưng cho cái gì? Chúng ta hiểu, chúng ta thấy rất là thực tế. Diệu âm đó tượng trưng cho thọ ấm của chúng ta. Thọ ấm, ha? Cái thọ, nếu mà chúng ta nói theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, đó là có bốn cái lãnh vực quán niệm đó, ha? Là thân, thọ, tâm và pháp. Thọ đó là cảm xúc và cảm giác. Thì quý vị thấy này, khi trong lòng chúng ta có một cái cảm giác giận, thì thân của chúng ta có rung lên không? Cảm xúc. Cái thân đó tượng trưng cho gì? Đất. Cái đại địa đó, chấn động đó. Khi giận, khi vui, tất cả các nỗi niềm đều biểu hiện trên thân. Mà biểu hiện trên thân, cái gốc đó là từ trong tâm. Đó. Cho nên mình thấy, mình hiểu được cái chỗ Diệu Âm này, thì mình cũng thấy chúng ta đều bị chi phối bởi cái thọ ấm này rất là nhiều. Và khi mà quý vị thấy trên thân của chúng ta, khi chúng ta giận rõ nhất á, rõ ràng cho chúng ta kiểm soát nhất, đó là hơi thở. Vui, hơi thở cũng dồn dập. Buồn, hơi thở cũng nặng nề. Sân, hơi thở cũng hộc tóc,
đúng không? Thì cái đó có phải là tượng trưng cho đại địa rúng động không? Đó, một cái âm thanh ở trong này nó khởi lên là đất đai thân của mình rúng động rồi. Đó, thì chúng ta phải hiểu đây là những giá trị, chúng ta phải quay lại cái thân mình để nghiệm lại những bài pháp nó thực tế trên thân. Chứ còn đọc kinh Pháp Hoa, đa phần chúng ta hiểu về một Đức Phật, hiểu về một bài kinh rất, một Đức Phật rất là thần thông biến hóa, thần thông quảng đại, và không tìm ra cái giá trị thực tiễn của kinh Pháp Hoa. Thì làm sao mà chúng ta ứng dụng tu đấy? Bây giờ chúng ta hơi căng thẳng rồi, chúng ta lại đi qua một cái mảng nữa cho quý vị nữa, chia sẻ với quý vị cho vui là ngôn ngữ kinh Đại Thừa là ngôn ngữ bóng gió nghệ thuật. Thì hồi nãy cũng đã nói rồi đó. Thật ra chúng ta thấy không phải là Tấn Tuệ nói để mà thấy nêu ra cái khó quý vị, để quý vị nản. Quý vị phải thấy rằng là vì sao mà kinh Đại Thừa nó lại phải bóng gió, mà phải là văn chương, nó phải cắt nghĩa tùm lum ra như vậy? Là bởi vì nó ảnh hưởng bởi văn hóa vùng miền quốc gia. Kinh Đại Thừa là một cái dạng kinh đi qua các nước, gọi là kinh phát triển mà. Và nó ảnh hưởng bởi các nước, văn hóa của các nước. Khi Phật giáo mình, cái mảng Đại Thừa mình lớn nhất, kinh Đại Thừa lớn nhất á, đi qua Trung Hoa và Nhật Bản. Và khi vào hai nước đó thì quý vị biết là chư tổ của mình phải uyển chuyển, phải dịch ra, phải dùng cái văn hóa, cái ngôn ngữ vùng miền của cái nước đó, cái văn hóa trong cái thời đại, thời điểm đó, để nói cho nó gần với cuộc đời trong cái thời điểm đó. Bởi vì cái ngôn ngữ gốc, văn phong gốc của kinh Nguyên Thủy thì nó gọi là nó quá chân chất, mộc mạc và khô. Nhưng mà quý vị biết cái thời điểm mà phát triển kinh Đại Thừa rực rỡ, luận rực rỡ nhiều nhất ở bên Tàu đó là thời điểm nào? Thời điểm của nhà Đường. Mà thời điểm nhà Đường là thời điểm văn chương thi phú là mênh mông kỳ vĩ, phải không? Mấy cái ông thơ mà nhà thơ đại nhà thời Đường là quý vị để tiếng tới bây giờ, Lý Bạch, Đỗ Phủ, ha, vân vân, đó là văn thơ của thời nhà Đường, nó ảnh hưởng, có sự ảnh hưởng cho tới bây giờ. Nhưng mà trong khi cái văn hóa, cái ngôn ngữ gốc của kinh Phật thì nó quá khô, quá mộc mạc. Bây giờ mình phải đem kinh Phật làm sao nó có cái tính trí thức, nó có cái tính hàn lâm, thì cái ngôn ngữ hàn lâm xuất hiện. Ngôn ngữ kinh Đại Thừa là ngôn ngữ hàn lâm, cái tính nghệ thuật nó từ đó. Thì quý vị thấy ngôn ngữ hàn lâm có giá trị là nó thích ứng với thời điểm đó. Nhưng mà Thánh Tuệ thấy trên cái bình diện của giải thoát, cái tính nghệ thuật á, nếu một người đi ra làm đạo hiểu được cái tính nghệ thuật là vận dụng nghệ thuật để làm đạo, để cho nó cái đạo, cái sự chuyển tải của mình nó đỡ bị khô. Nhưng mà trên cái bình diện giải thoát á, không cần phải lạm dụng nghệ thuật nhiều lắm. Họ đi thẳng vào cái pháp gốc. Cho nên đây là lý do tại sao cái thời điểm, nhất là thời đại bây giờ, có rất nhiều nhà tri thức họ đi về cái hướng của kinh tạng Nguyên Thủy Nikaya, rút về cái gốc. Là bởi vì cái ngọn thì cây cành lá thì nó bao la quá, nó mênh mông quá rồi, họ không biết, và họ đi về cái pháp gốc, pháp Nguyên Thủy đó. Nhưng mà nói như thế không phải là Tấn Tuệ có cái ý hơi chê về Đại Thừa đâu. Nó là bổ sung cho nhau, và nó cần phải có trong những cái thời điểm đó, và nó đứng trên cái phương diện khế cơ, khế với căn cơ của chúng sanh trong thời đấy điểm đó mà kinh Đại Thừa ra đời đó. Nhưng mà quý vị thấy này, ví dụ cái tính bóng gió là cái tính nghệ thuật, mà cái tính bóng gió nghệ thuật là thuyết phục cái giới trí thức rất nhiều. Quý vị thấy trong nhạc không? Trong nhạc cũng hai cái loại nhạc mà mình đọc, mình hay nghe loại nhạc, hai loại nhạc gì? Nhạc sang, một loại nhạc là nhạc xến, hay là bây giờ mình không nói xến, nhạc thì theo Tấn Tuệ nghĩ nhạc không có chữ xến, mà gọi chữ gọi là mùi. Nhạc mùi. Nó khác nhau điểm nào? Cũng 7 nốt thôi, đúng không?
Nhưng mà cái tính mà để cho các nhà mà trí thức họ enjoy, họ công nhận, đó là cái dòng nhạc mà gọi là có cái tính gọi là hơi nghệ thuật, có tính bay bổng. Chẳng hạn giống như cũng một cái câu nhạc mà mình thấy cũng là một cái ý nói về sự chia ly trong tình yêu, chia tay trong tình yêu. Nhưng mà cái nhạc mà nhạc mùi á, thì nói gọi là nói toạc móng heo. Thôi là hết, anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Rõ không? Thôi là hết, anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi, vân vân. Nhưng mà đến mà nhạc sang sao? Cũng là chia tay, nhưng mà nhạc sang nói sao? Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo. À, thì quý vị thấy, nhưng mà cái ý nó có giống nhau không? Giống, nó là chia lìa thôi, nhưng mà cái cách nói nó khác nhau. Thấy bóng gió nó thi vị chứ phải không? Đó, nhưng mà đứng trên phương diện của Phật Pháp mà chìm trên bóng gió đó, nhưng mà hồi nãy bác vừa nói thơ đó, nếu mà cái người làm thơ là cái người có nghệ sĩ tính rồi, nhưng mà mình cũng phải biết sử dụng cái nghệ thuật, chứ đừng có chìm trên gọi là phiêu bồng ngôn ngữ. Bởi vì đích thực ngôn ngữ, nếu nhìn trên con mắt giải thoát, ngôn ngữ cũng là sản phẩm của vọng tưởng. Mà còn vọng tưởng là còn ở ta bà thôi à. Vậy đó, chát chán như vậy luôn. Đó. Đó. Thì bây giờ nói một điều, một cái chuyện vui nữa là bây giờ... lâu lâu hài hước chút cho quý vị đỡ buồn ngủ, bởi vì Thánh Tuệ biết cái đề tài này nó hơi căng. Giờ kể chuyện vui nữa nghe. Có lần đó cái anh thanh niên đó ra hỏi cái bác đó, có lẽ là mới lớn chưa biết gì về tình yêu hết, đi hỏi bác: thưa bác, tình yêu là gì? Thì bác nói: mày yêu đi biết. Nói: không, con muốn bác phải giải thích cho con cơ. Đó, thì nói: bây giờ tao đang bán bánh, tao giải thích các loại bánh cho mày. Thứ nhất là bánh hỏi, cái thứ hai là bánh su xê, cái thứ ba là bánh gì ai nói, bánh khoái, bánh thứ tư là bánh đập, bánh thứ năm là bánh phòng, bánh thứ sáu là gì, bánh tiêu hả, bánh tiêu. Đó, tình yêu vậy đó. Cái này có phải nói bố bóng gió không ạ? Tình yêu cái thứ nhất là bà già đó định nghĩa là cái thứ nhất là bánh hỏi, tức là thương nhau để hỏi. Cái thứ hai là bánh su xê, bánh su xê là bánh phu thê, rồi bánh phu thê, rồi ở mới cưới về thì là bánh khói, đúng không? Bà bánh khói, rồi ở với nhau thời gian nữa nó loài ra một cái bánh nữa, là tại vì ở với nhau riết rồi nhàm chán nhau, rồi bắt đầu là ăn phở, ăn cơm gì đó ha, thì bắt đầu phải gọi là sanh ra một loại bánh là bánh canh. Bánh canh là canh me đó hả? Canh me. Đó, bánh canh, canh me. Đó, là ta có vấn đề là... Đó, bánh canh xong rồi canh, rồi bắt gặp quả tang, rồi sao? Ăn bánh, đập. Đó. Bánh đập xong rồi đập sao rồi? Mình mãi xưng lên là bánh phòng, phòng, bánh phòng. Xưng lên thì gọi công an rồi sao? Gọi công an thì tới là ăn bánh còng, bánh còng. Đó, bánh còng rồi sao rồi? Bánh còng thì là ăn bánh tiêu. Đó, thế thầy nghe xong câu chuyện đó nói thôi, ai ăn bánh gì ăn, tôi ăn bánh cam. Cam sao à? Cam phận tu hành cho rồi. Tôi nhìn mấy cái bánh đó là thương án rồi. Đó, thì đây là cái chính là cái này cũng dạng bóng gió của Việt Nam mình. Nói về tình yêu không mà quý vị thấy hệ thống bằng những chiếc bánh rất hay. Đúng không? Đó. Nói phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam là vậy đó. Thì bây giờ có một bài kinh mà chúng ta cũng thường đọc nữa là kinh Bát Nhã. Mà kinh Bát Nhã, xin thưa với đại chúng, kinh Bát Nhã cũng nằm trong hệ thống kinh điển Đại Thừa. Được cô kết từ trong 600 quyển kinh Bát Nhã. Cô kết còn lại hơn 260 chữ thôi. Bây giờ quý vị muốn Tánh Tuệ cô kết nữa không?
cô kết lại thì là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Rồi quý vị đã thấy được cái chữ cô kết chưa? Câu kinh đầu này quý vị thấy được cái đại ý của kinh rồi đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, xá lợi tử thị chư pháp không tướng. Theo tánh tuệ kinh Bát Nhã, có nhiều vị giảng sư tâm đắc là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là linh hồn của kinh Bát Nhã. Nhưng tánh tuệ lại pick up thêm một cái từ nữa, đó là thị chư pháp không tướng. Hai cái ý này đối với tánh tuệ là ý chính của kinh Bát Nhã. Thứ nhất là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, và cái thứ hai là thị chư pháp không tướng. Bây giờ mình đi cái thứ nhất là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là quán, là soi thấy năm uẩn là không. Hình như là hầu như nếu mà một người Phật tử tinh tấn chuyên môn tu hành thì là ngày nào cũng đọc bài kinh này. Nhưng mà vì sao chúng ta không độ được nhất thiết khổ ách? Đọc thì đọc ro ro chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, nhưng đụng chuyện thì tam bành lục tặc nó cũng vẫn lên như thường. Tham vẫn tham, sân vẫn sân, si. Bởi vì chúng ta cái căn bản là sao? Chúng ta đọc theo quán tính, quý vị, theo thói quen á. Nhớ đọc thôi lùi, đọc thôi lùi. Nhưng mà nếu mà một người mà đọc kinh kỹ đó, khi đọc người ta đọc với cái tâm, mặc dù mình đã thuộc rồi, vẫn đọc quán chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhấn lại trong tâm mình từng chữ, thì nó mới thấm vào, và khi gặp việc mình nhớ lại để mình ứng dụng. Khó lắm đó. Lại kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Chắc quý vị nghe Tây Du, quý vị đọc Tây Du, quý vị hay là xem Tây Du ký, quý vị nhớ có một cái mẫu chuyện mà lúc Tam Tạng lọt vào nước gọi là Tây Lương Nữ Quốc, nhớ không? Cái nước toàn là đàn bà không đó. Thì sao? Mình đi vào cái vấn đề chính. Bà nữ vương này thuyết phục Tam Tạng để lấy Tam Tạng làm chồng. Đó, thì Tam Tạng mới ngồi bắt đầu thuyết pháp. Này ngũ uẩn giai không, này tứ đại giả hợp, vân vân. Xá gì cái thân hư huyễn này, dính mắc chi cho khổ, thương nhớ sở hữu làm chi cho nó khổ. Ý là Tam Tạng ngồi giảng pháp cho nữ vương như vậy. Và quý vị nhớ cái phim lúc đó nó chiếu như thế nào. Nói thì nói như vậy, nhưng mà đồng thời nói mà rung. Nói mà rung, cho nên mồ hôi nó nhỏ nhỏ xuống. Thì nữ vương mới ngồi lưng la lại và lấy cái khăn ra và lao những giọt mồ hôi rớt xuống. Thì Tam Tạng thấy cô này sáp vào, nữ vương sáp vào thì sao? Thụt lùi giật mình và né. Lúc này nữ vương nói một câu rất là độc. Mày nhớ câu gì không? Nhớ không? Chàng vừa nói ngũ uẩn giai không, tứ đại giả hợp, vậy sao giật mình? Đó không? Vậy sao giật mình? Ông vừa nói, ông giải thích cho nữ vương mà. Thì cái đó, nói đây là một cái ngữ cảnh tánh tuệ pick up ra, để quý vị nắm lấy cái ý, rằng là nói thì nói như vậy đó, nhưng đụng chuyện thì biết. Thầy cũng có thể nói với quý vị, tánh tuệ nói với quý vị về ngũ uẩn giai không, nhưng đụng rồi thì mình biết mình không hay là có. Đó. Cho nên cái vấn đề này không phải là nói nữa quý vị. Vấn đề này chỉ có là yoniso manasikaro. Theo lầu sổ tiếng Pali cho quý vị nghe. Tức là như lý tác ý. Phải như lý tác ý thôi. Và cái thứ hai nữa, đi nhanh qua cái thứ hai nữa, chính là thị chư pháp không tướng. Tất cả các pháp đều là không tướng. Đây là một cái câu mà tánh tuệ tâm đắc nhất. Phải nói là có khi, đôi khi lại thấy tâm đắc còn hơn cả cái chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tất cả các pháp, xum la vạn tượng, các sự vật hiện tượng đều không có tướng.
Không có tướng nghĩa là gì? Không có cái bản chất thực thể của nó. Không có cái lõi của nó. Bây giờ Thánh Tuệ đưa ra một cái ví dụ cái hoa này. Đối với con mắt của chúng ta, đây là cái hoa, đúng không? Đây là một cái hoa, hoa gì, cẩm chướng, gì đó ha, màu hồng vân vân. À, nhưng mà bây giờ, ví dụ thôi, có một con ong nó bay tới, thì cái hoa này, đối với con ong đó, có phải là cái hoa hay không? Không, nó là đồ ăn. Nó là, nó tìm cái gì trong cái hoa đó? Mật, thức ăn. Với mình là cái hoa mình thưởng thức, nhưng đối với con ong là nó là thế giới của nó, đây là thức ăn, thế giới của nó. Đó là không tướng đó. Nó không có cái gì hết đó. Tên mình cũng vậy. Tên mình khi mới vào đời, mình đâu có tên có tuổi gì đâu. Mình đâu có một cái danh gì đâu. Even trước khi Thánh Tuệ đi tu, cũng không phải là Thích Tánh Tuệ. Đúng không? Nhưng mà vì đâu? Bây giờ có Thích Tánh Tuệ rồi mà ai hơi nói xa nói gần hay nói nhỏ nhỏ gì có cái tên ổng là lóng lóng nghe. Biết ta nói mình gì đây? À, cái đó là chấp vào rồi đó. Nhưng mà thực sự ông Thích Tánh Tuệ nói về thực thể là ổng không, không có. Cái hoa này thực thể là không, không có. Bây giờ đi qua một cái ví dụ nữa. Ví dụ nữa là một cái điều mà chúng ta hay vướng mắc nữa đó là hay khổ. Mà thế giới này cái khổ nhất là ở Mỹ. Chung, khổ chung của chúng ta khổ vì gì? Tiền. Có một lần Thánh Tuệ về dưới cái chỗ Hiền Như Tịnh Thất. Thường thường về giảng đó hình như vài ba tháng về giảng một kỳ. Thì có cái kỳ đó. Thì những vị Phật tử hay về nghe Thánh Tuệ giảng lắm. Nhưng mà có những kỳ không đi được. Thì lần sau mình về, mình lại gặp, nói sao mấy kỳ trước không thấy con, đi đâu lâu quá. Nói thưa thầy, con bị đô vật. Nè, con bây giờ con trở thành đô vật. Tức là con làm cái nghề đô vật là bị đô nó vật. Đó. Vì sao mình bị đô? Vì sao mình bị đô vật ạ? À? À, bị tham. Căn bản là tham. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn được với con mắt. Thì chư pháp không tướng. Bây giờ Thánh Tuệ đưa ví dụ, Thánh Tuệ ai cho 100 đô để đây, với cái tờ giấy đây, Thánh Tuệ để hai cái tờ đây, tờ 100 đô và tờ cái bài giảng này để đây. Hai cái tờ giấy này nó nằm sát bên nhau, nó có nói năng gì không? Nó không nói năng. Nó là rõ ràng thực thể, nó nhìn kỹ nó là hai tờ giấy. Đúng không? Nó không nói gì hết. Nhưng mà mình nhìn vào mình thấy nó khác. Mình nhìn vào cái tâm mình nó lên tiếng. Vì sao? Vì sao tâm mình lên tiếng? Bởi vì tâm mình đã rơi vào thế giới của quy ước. Cũng cái tờ 100 đô này, mình đưa con bò, chẳng hạn, mình đưa cho con bò, và mình đưa cho nó bó cỏ, thì con bò nó nhận cái gì? À, giá trị của con bò là bó cỏ chứ không phải giá trị là tờ giấy. Vậy thì có phải là cái này có phải là chân lý không? Không. Nó chân lý là nó chân lý đối với mình, nhưng mà đối với bò không phải là chân lý. Đây là thị chư pháp không tướng đó quý vị. Đó. Bởi vậy khi chúng ta ngộ ra rồi, có nhiều người trút cái hơi tàn rồi mới thấy trong băng mình còn 1 triệu. Thì mình thấy cái trong băng còn vài triệu đó hoàn toàn là giấy, bởi vì thế giới bên kia không dùng được nữa rồi. Rõ ràng là giấy. Nhưng mà khi còn thở là còn chạy theo, mịt mù trời đất. Đó, còn chạy theo. Nói giống như là cái gì, cha ta chạy vòng tròn, ta chạy mòn chân, quỵ té bên đường rồi gì đó. Đó, kiểu như Nguyễn Tất Nhiên gì đó hả? À, đó, là như vậy. Chính vì cảm khái được cái điều này, mà Thánh Tuệ thấy là mình thấy là không phải là quy ước không có giá trị của nó. Quy ước nó có giá trị, đặt tiền ra để nó rên cái xã hội. Nhưng nếu chúng ta có cái đời sống tâm linh rồi, thì chúng ta sẽ biết tiền cũng chỉ là quy ước và upaya mà thôi, phương tiện mà thôi. Đó. Và Thánh Tuệ cảm khái được bài này, Thánh Tuệ lại làm ra một cái bài thơ mà có thể quý vị đã nghe. Đó là cái bài Tôi Chỉ Là.
Chắc có người, chắc quý vị đã nghe phải không? Bây giờ đọc lại cho chút thơ cho quý vị đỡ căng thẳng ha. Tôi chỉ là tờ giấy mà uy lực vô song, trước tôi người run rẩy, đổi giọng, đổi cả lòng. Tôi chỉ là tờ giấy mà khiến đời long đong, ngược xuôi hai dòng chảy, mãi kiếm tìm chờ trong. Đời đen tôi tẩy trắng, trắng tôi nhuộm thành đen. Đường cong tôi bẻ thẳng, lạ biến thành thân quen. Người lạ mà có tờ giấy ra là thầy quen liền à. Tôi là một mảnh giấy, đời người cao thượng bổng hèn. Tôi là một mảnh giấy nha, người cao thượng bổng hèn. Kẻ hèn thành thượng đế, dù tâm hồn lấm lem. Kẻ hèn có thể thành thượng đế, dù tâm hồn đó lấm lem. Ai cho tôi giá trị, ai cho tôi quyền năng, ai cho tôi tiếng nói, ai vì tôi nhọc nhằn. Tôi chỉ là mảnh giấy, thiện ác chính là tôi. Dù trà tôi dưới đất, thoáng chốc trèo lên ngôi. Tôi gì ghê gớm như vậy đó. Hỏi trên đời mấy kẻ thoát được bàn tay tôi. Tôi xua đời lẫn đạo, chạy vào trong luân hồi. Quý vị thấy, tôi xua đời lẫn đạo nghe, chạy vào trong luân hồi. Nhưng cái gốc là tôi đó. Quý vị thấy là đôi khi chúng ta bị kẹt trên quy ước và chấp phương tiện quên cứu cánh là chết luôn. Đó. Tôi là một tờ giấy, đời vui buồn mênh mông. Chỉ ai luôn tỉnh thức, hết bị tôi quay mộng. Chấm hết. Cái vấn đề, cái chữ trong này tên tệ dùng một cái chữ là luôn, luôn. Luôn tỉnh thức mà. Còn như Tánh Tuệ Nga mà không có luôn tỉnh thức là ba hồi tỉnh, ba hồi mê là vẫn bị chứ không phải nói như vậy mà vậy đâu. Cho nên trên cái vấn đề của quy ước, trên vấn đề của quy ước nha, tất cả các pháp thế gian, chúng ta có năm cái nhìn lần đó. Và năm cái nhìn đó, nó nói được cái level tâm thức của chúng ta. Xin chia sẻ, xin nói lại. Trên các pháp quy ước của thế gian, con người thường có năm cái nhìn, và năm cái nhìn đó nói được level của con người ngang cỡ nào. Thứ nhất, cái nhìn về dục. Dục là cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn thứ hai là tình. Cái nhìn thứ ba là tưởng. Cái nhìn thứ tư là tri. Cái nhìn thứ năm là trí. Xin nhắc lại, năm cái nhìn vào một sự vật hiện tượng nhá. Dục, tình, tưởng, tri và trí, năm cái nhìn. Thì trở lại cũng đồng tiền đó, đối với một tâm thức tham nhiều là nhìn vào đồng tiền là dục, đối với một tâm thức thích gọi là tình. Quý vị học ý tình thân với thầy Trí Siêu biết rồi ha. Thích thuộc về tình. Nhìn tiền mà thích một cái là thuộc về tình. Tham là muốn, ví dụ ai để ra 100 đây, mình thấy là muốn của liền, đó là cái tham quá mạnh. Nhưng mà cái thứ hai là nhìn mới thích thôi, nhưng mà vẫn còn cái lý trí chưa có thích. Đó là nhìn của tình. Cái nhìn thứ ba nữa là cái nhìn của tưởng. Nhìn đây nhìn 100 đô nhưng mà ước gì mình về mình lấy 100, mình có 100 này mình sẽ kinh doanh, có 1000 này, 1000 đô mình kinh doanh, mình làm cái gì đó, mình sẽ gây là một lợi ra 10, 10 hóa ra 100. Cái nhìn đó là nhìn của tưởng. Một cái nhìn nữa là cái nhìn của tri. Nhìn đó biết là tiền, biết, nhưng mà biết nó là vô thường. Tri là có cái sự nhận biết rồi đó. Còn cái nhìn cuối cùng là trí. Cái nhìn của trí là gì? Thị chư pháp không tướng. Đó là cái nhìn của thánh.
cái nhìn của Thánh là họ nhìn tiền là thật sự là, bởi vì quý vị thấy là cái, đôi khi cái tâm thức của một vị Thánh á, với trẻ thơ á, nó giống nhau lắm. Tức là khi đưa ra 100 đô mà quý vị nghĩ một đứa trẻ thơ 3 tuổi ha, và quý vị đưa một thỏi chocolate thì đứa trẻ thơ nó chọn cái nào? Chocolate. Nó chưa thấy giá trị của 100 đô. Thì cái nhìn của trí của Bậc Thánh nhìn vào cũng y như một đứa trẻ thơ như vậy. Nào, đây là cái đồng nhau. Nhìn vào 100 đô thấy giống như là với con mắt rất là hững hờ, mà hững hờ thực sự, nguội lạnh, nhìn với cái nhìn điềm đạm hư vô. Đó. Thì cái này, người này là gọi là, bởi vì sao họ có cái nhìn đó? Là họ nhìn bởi trí, mà trí là không có qua cái thức, không có rơi vào phân biệt, là nhìn cái tất cả các pháp là như. Đó. Thì nhìn cái nhìn đó mới là không khổ bởi các pháp. Còn chúng ta nhìn là chúng ta bị buộc liền, bị các pháp nó trói liền. Đó. Thì có một cái điểm nữa, cũng năm cái nhìn đó, đó là nói về tiền, nhìn vào sắc cũng vậy. Cũng nhan sắc đó, sắc nam, sắc nữ, nhìn vào cũng có năm thái độ. Cái nhìn thô thiển đầu tiên, nhìn vào dục, nhìn vào sắc cái là dục khởi. Cái thứ hai nhìn là tình khởi, thích, thích cô đó, thích anh đó, tình khởi. Cái thứ ba là tưởng. À, tưởng. Cái tưởng nhiều khi là nó hơi thanh, nó đã lên cao rồi đó. Nhưng mà nó tưởng là nhiều khi cũng nguy hại lắm. Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng đó, có nàng thiếu nữ đẹp nhăn răng. Đó là nhìn về tưởng đó. Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc, mây trên trời xuống phủ ở trên trên vai. Bùi Giáng nói như vậy. Nhưng mà thiệt ra mình nhìn bằng cái nhìn của chân đế đó, tóc đó mấy ngày không gội thì biết làm sao rồi. Đó. Nhưng mà mây trên trời, Bùi Giáng thì thấy mây trên trời xuống phủ ở trên trên vai. Cái nhìn đó là nhìn của tưởng tri hết. Cái nhìn thứ tư là tưởng, cái nhìn thứ tư là nhìn tri. Tri là biết à, người đẹp đó là cũng thuộc về vô thường. Tiền bạc là vô thường, bây giờ tới nhan sắc của vô, cũng vô, vô thường. Mà người ta nói sao? À, thời gian là kẻ thù của phụ nữ. Thời gian là kẻ thù của nhan sắc. Thì họ nhìn, họ nhận biết đẹp. Nhưng mà nhận biết đẹp ấy là dừng lại ở đó. Là bắt đầu cũng là khá rồi đó. Cái level tâm thức còn ngang cái tri là khá rồi. Còn cái nhìn trí đó, nhìn, à như vậy, nhận biết, có đối tượng và như vậy thôi. Cái nhìn này là cái nhìn thoát dục. Nè, cái nhìn thoát dục. Và nói, thưa quý vị, chân thành mà thưa quý vị, nói với quý vị, cái điểm này cũng chính là Tánh Tuệ đang nói với chính mình. Dạ. Dạ, đang nói với chính mình. Và cái này nó cũng đâu có đi xa ngoài cái tinh thần bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm đâu. Không đi đâu, đi ra ngoài đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy là nó kẹt vào ở trong cái cảnh giới gọi là quy ước hết. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ có một cái thái độ để sống làm sao. Khi chúng ta còn sống trong thế giới này là chúng ta còn sống trong cái tục đế. Không có ai nói thánh nói tướng mà thoát ra khỏi hoàn toàn đâu. Nhưng khi chúng ta biết thị chư pháp không tướng thì chúng ta đã có cái cách, hoặc là chúng ta cũng ít ra có cái sức tỉnh ở trong con người của mình rồi đó. Có cái tỉnh lực khi vừa nhóm tham, nhóm thích, nhóm tưởng lên, như vậy, là tỉnh, và tỉnh là bước ra. Chỉ có những lúc xúc chạm, va chạm, tiếp xúc trong cuộc đời, ai làm thầy của chúng ta? Chính chúng ta mà thôi. Đó. Thì thưa đại chúng, cái đề tài hôm nay nó rất là detail. Và Tánh Tuệ nghĩ là hôm nay là Tánh Tuệ gặp lại quý vị lần cuối cùng trong năm nay, cho nên cố gắng tặng cho quý vị một món quà. Nhưng mà có lẽ là không cách nào mà nói hết, càng nói nó càng xin chuyện. Dạ. Nghe tiếp cái gọi là cái tinh thần ý chính của kinh, một cái bài kinh mà rất là liên quan, nhất là Phật tử
tu tịnh độ, đó là kinh A Di Đà. Sẽ nói cái nghĩa bóng của nó. Và cái ý nữa, đụng chạm nữa, đó là một câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời trong phần sau nữa, là kinh Đại Thừa có phải là do Phật thuyết hay không, cũng là một cái câu hỏi rất lớn. Và cái một phần nữa là chân lý ngoài ngôn ngữ, nó nằm ở trong phần sau. Quý vị chuẩn bị để nghe. Thưa với đại chúng, như lúc nãy chúng tôi có nói, bây giờ mình trở lại với kinh Đại Thừa. Và một cái bài kinh mà Phật tử chúng ta thường đọc mỗi chiều, giống như nhật tụng, nếu quý vị đã hành trì pháp môn tịnh độ, đó là kinh A Di Đà. Và kinh trong kinh A Di Đà cũng có rất nhiều cái nghĩa bóng. Thì trong cái thời lượng bài giảng hôm nay thì Thánh Tuệ không thể nào mà ôm đồm hết tất cả những cái bài kinh lớn, những cái cuốn kinh lớn, chỉ pick up, chỉ lấy ra một vài cái ý chính, hy vọng là quý vị nắm lấy và quý vị hiểu ra cái ý chính mà hành trì. Thì thưa đại chúng, trong kinh A Di Đà đó có một cái đoạn mà đại chúng nhớ, đó là khi mà Đức Phật thuyết kinh thì có cái tướng gì xuất hiện? Tướng lưỡi rộng dài, nhớ không? Xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đó là nguyên văn chữ Hán. Nhưng mà cái câu mình hay thấy đó là khi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà là xuất quảng trường thiệt. Đó là xuất quảng trường thiệt là gì? Là cái lưỡi rộng dài. Mà cái lưỡi đó sao? Biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi dài đến nỗi mà phủ trùm tam thiên đại thiên thế giới, rồi mới thuyết thành thật ngôn. Đó. Thì quý vị thấy cái ngữ cảnh này, nếu chúng ta không hiểu được cái ý, chúng ta lại nhìn về một Đức Phật với cái hình tướng, hiểu về Đức Phật là Đức Phật của một vị Phật thần thông quảng đại, nhiều phép màu biến hóa, đúng không? Nhưng mà cái ngữ cảnh, cái câu này, nó đưa ra cái hình ảnh đó, nhắn chúng ta một điều gì? Nơi Đức Phật nói pháp đó là gì? Cái lưỡi tượng trưng cho gì? Cái ngôn ngữ xuất hiện, cái nơi ngôn ngữ xuất hiện. Mà cái tướng lưỡi rộng dài trong 32 tướng tốt, tướng lưỡi dài thường thường, trong cái tướng người mà có cái tướng lưỡi dài, thường là nói những lời chân thật, nói chân thật ngữ. Mà nói những lời chân thật đó, nó được biểu hiện, nó được tượng trưng là biến phú tam thiên đại thiên thế giới, là phủ trùm tam thiên đại thiên thế giới, rồi mới thuyết thành thật ngôn. Đó. Khi mà chúng ta đọc đến đoạn này, nếu chúng ta không nhìn với cái trên lý mà chúng ta nhìn, thì chúng ta sẽ hiểu lầm cái ý. Cái lưỡi của Đức Phật, cái lời nói của Đức Phật tượng trưng cho lời nói của chân lý. Mà chân lý đó phủ trùm tam thiên đại thiên thế giới, là phủ trùm cả ba thời. Ba thời là gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chân lý có một điểm để đo được chân lý, đó là nó đúng trong mọi thời thì mới gọi là chân lý. Mấy ngàn năm trước cuộc đời có sinh lão bệnh tử không? Có. Bây giờ cuộc đời có sinh lão bệnh tử không? Vài mươi năm sau, vài trăm năm sau, cả ngàn sau, cuộc đời có sinh lão bệnh tử không? Đó là quy luật. Đó chính là biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn. Đó tượng trưng cho cái hình ảnh đó. Đây là một cái ngữ cảnh có rất nhiều cái ý rất là sâu, mà chúng ta phải cố gắng mà hiểu ra. Còn không hiểu được thì quý vị chỉ tụng. Cái giá trị lúc mà quý vị tụng mà quý vị không hiểu kinh á, thì nếu quý vị nào khéo thì duyên cái tâm mình trên lời kinh á, thì nó nhất tâm, nó nghe cái tư tưởng nó đỡ phân tán trong thời điểm đó. Nhưng cái lợi ích thiết thực, cái lợi ích để mà hiểu kinh, để thiết thực thì nó không có bao nhiêu. Như lúc đầu Thánh Tuệ đã nói, có cái câu hỏi là yếu chỉ của kinh A Di Đà là cái gì?
Đó là một cái ngữ cảnh mình chia sẻ. Yếu chỉ của kinh A Di Đà theo cá nhân tánh tuệ thôi nha. Đó, nó gom trong mấy chữ, đó là nhất tâm bất loạn. Rất nhiều ý khác. Có thể quý vị đã nghe nhiều, quý vị giảng sư đã chia sẻ, nhưng đối với tánh tuệ chia sẻ một ý đó thôi. Nhà có nhiều người trong quá trình đi giảng đều hỏi tánh tuệ một câu rất là popular, đó rằng là: thưa thầy, có cõi Tịnh Độ không? Có Đức Phật A Di Đà không? Thì tánh tuệ trả lời: theo quý vị thấy cõi đời chúng ta hiện sống đây đối với quý vị là có hay là không? Quý vị trả lời có, thì ra cõi Tịnh Độ cũng có. Dĩ hữu tắc bỉ hữu, thử sanh tắc bỉ sanh. Cái này có thì thử hữu tắc bỉ hữu, thử sanh tắc bỉ sanh. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Đó là duyên sinh đó. Duyên sinh là cái này có là cái kia có. Cái lý duyên sinh đó. Duyên sinh quý vị học rồi phải không? Học nhiều rồi. Cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không. Thì cõi, xin trả lời, lấy cái lý duyên sinh của Phật thuyết mà trả lời, chứ không phải là trả lời quý vị có hay không trên cái phạm trù của cảm tính. Không phải tôi thương, tôi có cảm tình với Tịnh Độ, tôi trả lời có đại. Không phải. Mà nhớ dùng tánh tuệ là cái này có là cái kia có. Đó, nhớ như vậy. Và cho dù nghe, quý vị không tin cõi Tịnh Độ, không tin Đức Di Đà, thì vẫn cứ niệm A Di Đà cho tánh tuệ. Vẫn cứ niệm Phật A Di Đà cho tánh tuệ. Cảm ơn tràng pháo tay, bởi vì chưa hiểu câu gì sau đó mà đã vỗ tay rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đây cũng là chính là cái Upaya, cái phương tiện của Phật đặt ra. Quý vị sẽ thấy cái phương tiện của cái màu nhiệm của kinh, của cái lục tự Di Đà như thế này. Có cái bác đó, bác đi chùa. Và cái nghề của bác là bác cũng nghèo, buôn thúng bán bưng. Gánh mẵng cầu với là bú sữa đi bán mỗi ngày, nhưng mà cũng hay đi chùa lắm. Thì bác là căn cơ trình độ bác kiểu mà bà già tin Tam Bảo vậy thôi, thiệt thà tin Tam Bảo thôi, chứ không biết lý lẽ gì nhiều, nhưng chỉ có tin Tam Bảo và tin những lời các vị thầy dạy bảo. Đó, thì vị thầy đó dạy như thế này nè: mỗi lần ai xúc phạm bác á, trước khi bác nổi gió, bác nổi đóa đó, bác cứ niệm 6 câu A Di Đà cho thầy, rồi sau đó bác phản ứng hay không đó là quyền của bác. Thì hôm đó bác đi chợ, ra ngoài chợ bác cũng gánh mỗi ngày như vậy đó, là buôn thúng bán bưng, gánh mẵng cầu, gánh vú sữa đi bán như vậy đó. Thì buổi sáng bình minh gặp một cái cô tới, cô lựa, cô mua mẵng cầu với vú sữa mà lựa chín để đem vô sở mà chia trong sở, ngồi bóp hết, nắng bóp nguyên cái hai cái thúng trái cây, xong đã đời rồi phủi đít đi không mua. Thì bác mới kể lại tâm sự này với bác cho cái vị hòa thượng, vị thầy đó nghe. Bác nói như thế này: thưa thầy, lúc đó con, cái máu của con đó nha, là con muốn lấy cái đồng gánh của con đó mà phang cho nó một cái, cho nó đi đâu rồi tới đâu nó tới. Nhưng mà ngay lúc đó sao may cho con nhớ lại lời thầy dạy là con phải niệm 6 câu trước, rồi con mới làm gì đó con làm. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới niệm thứ tư nghe, thứ năm nghe, nó xuống lần lần. Thôi thì đành phải là méo mặt mà để cho cổ đi, tức là dằn được cơn giận của mình, không có phản ứng. Vậy quý vị thấy, cho dù không tin có A Di Đà, niệm A Di Đà có lý không? Có lý. Không thôi là phản ứng rồi, biết đi tới đâu rồi. Cho nên ai tán thành thì vẫn cứ tiếp tục niệm, bởi vì niệm A Di Đà như thế không có tạo nghiệp. Còn cái vấn đề có hay không cõi Tịnh Độ, tin hay không cõi Tịnh Độ, đó là duyên của mỗi người.
Người nào mà Thánh Tuệ nói là ở đây mà vị nào mà tin rằng có cõi tịnh độ thực sự mà tha thiết tu hành đi theo cái hướng vãng sanh thì chắc chắn là người đó kiếp trước cũng đã có duyên với A Di Đà, với cõi tịnh độ rồi. Kỳ này, kiếp này mới tin chắc bẩm như vậy. Nhưng mà tin A Di Đà, tin cõi tịnh độ trên lý và trên sự, cái nào cũng được hết đó. Cái nào cũng là cái động cơ cho mình tu tốt hết trơn. Vậy thì đâu cần phải phụ bác A Di Đà chứ. Đúng không? Đồng ý không? Đó. Cái gốc của nó chính là Đức Phật đã dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo mục đích nha. Bây giờ bật mí xì mí cho quý vị biết vì sao tịnh độ ra đời. Bởi vì dùng một cái câu niệm Phật để gọi là tạm nói đi, để mà khống chế tất cả, để mà chuyển hóa tất cả những cái tư tưởng, những cái niệm tưởng, những cái tạp tưởng khác, những cái tạp niệm khác. Và đây cũng chính là phương tiện. Bây giờ có ngon đi ngồi trú tâm trên một chữ Nam Mô A Di Đà không, được hay không, rồi mới nói Di Đà có hay không, mới bác hay không. Chưa làm được thì đừng có mà bác, chưa làm được thì đừng có nói. Đó. Kêu mình trú tâm trên nhất tâm bất loạn, mình làm không được nhưng mà cứ bác để cho người ta không có tu. Nhưng mà khẽ tu rồi mà trú tâm trên, bây giờ quý vị thấy mấy vị Nam Tông á, mấy vị Nam Tông không tin Di Đà, mấy vị Nguyên Thủy không tin Đức Phật Di Đà. Nhưng mà khi ngồi thiền họ muốn hàng phục tâm, họ dùng một cái upaya là gì? Vẫn niệm đó. Tức là niệm bút thô. Hít vào bút, thở ra thô, bút thô, bút thô. Đó là niệm Phật Đà. Bút thô là cái tự của Phật Đà. Mặc dù họ tu thiền mà họ khi ngồi thiền họ không có gọi là an trú tâm được, thì họ vẫn niệm bút thô. Bút thô là bút đà thôi, bút đà thôi, vẫn niệm Phật để chi tâm nó lắng dần đến cái độ mà thưa thớt không còn vọng niệm nữa, họ buông luôn cái chữ bút thô luôn. Đó cũng là rõ ràng là upaya không? Đó, cho nên là quý vị đều khéo phải khéo, chưa có đến mục đích mà bác phương tiện là cái dở của mình. Đó. Cho nên bây giờ đi qua một cái mảng cũng quan trọng nữa mà cũng rất là mất nhiều thời gian. Nhưng mà thôi thì Tánh Tuệ không muốn làm quý vị nhức đầu, cũng chỉ đi thoáng qua thôi. Nếu mà cái mảng này mà muốn đi sâu, nói cho đến tận nguồn cơn, chí tình, chí lý cũng trách rất là nhiều tham. Cho nên chỉ nói thoáng, đó là kinh điển Đại Thừa có phải do Đức Phật thuyết hay không? Cách đây khoảng chừng mười mấy 20 năm, thì là cái tư tưởng này, cái câu hỏi này chưa thành một câu hỏi lớn. Nhưng trong cái thời đại Internet thông tin bùng nổ như thế này, và người ta rất giỏi về research, chuyện gì không biết thì tra Google. Cho nên khi research rồi họ find out ra, thì họ thấy và có nhiều cái tư tưởng từ khi họ hiểu được cái xuất xứ, cái thời điểm ra đời của từng bản kinh. Và từ đó anh không hiểu được cái upaya, cái pháp phương tiện, là anh quay lại anh bác, và trên tất cả các diễn đàn, trên các website vân vân đều có sự phỏng phủ bác công kích đã phá kinh điển đại thừa. Và đây, và nhất là những người nào nghiêng về tư tưởng Nguyên Thủy, kinh điển Đại Thừa có phải do Phật thuyết hay không? Đến bây giờ những vị chư tôn túc, những vị đại lão hòa thượng lớn tu hành đức độ bao nhiêu năm vẫn chưa có mạnh miệng mà nói là Phật thuyết hay không? Vì sao vậy? Vì nó giống như ban đầu Thánh Tuệ đã kể những cái nội dung, những cái đại ý của kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, những cái đại ý pick up ra đó, quý vị thấy nó đâu có xa với Nguyên Thủy, đúng không? Nó vẫn có cái tính thực tiễn mà nhận ra hay không mà thôi, đúng không? Người ta phủ bác là tại vì người ta không nhìn ra cái tính thực tiễn, và người ta bị cái ngôn ngữ mê hoặc. Người ta bị không vén được cái màn ngôn ngữ.
để hiểu được cái ý sâu của kinh. Đó. Cho nên có một bài kinh mà quý vị nhớ, đó là bài kinh Nắm Lá Trong Tay. Đây là kinh điển Nguyên Thủy. Đức Phật nói như thế này: có một lần Đức Phật dạo với Ngài A Nan ở trong khu rừng, và Ngài với một nắm lá, bóc một nắm lá, tuốt một nắm lá trong rừng và đưa cho Ngài A Nan và nói: này A Nan, nắm lá trong tay của Như Lai so với lá trong rừng ở đâu, lá nắm lá trong tay Như Lai và sát lá trong rừng, cái nào nhiều, cái nào ít? Thì Ngài A Nan trả lời sao? Hẳn nhiên là lá trong tay, nắm lá trong tay của Như Lai, nắm lá Simsapa, nắm lá Simsapa trong tay của Như Lai ít hơn lá ở trong rừng. Cùng thế ấy, này A Nan, những lời Như Lai nói ra chỉ là nắm lá ở trong tay, mà những lời Như Lai chưa nói ra nhiều như lá ở trong rừng. Qua cái ngữ cảnh của cái đoạn kinh này, quý vị cảm thấy được cái vấn đề, nhận chân được vấn đề gì? Chân lý mà Đức Phật đã thuyết ra trong 49 năm vẫn chỉ là nắm lá trong tay. Và lá trong rừng kia có phải là chân lý không? Và chân lý đó đâu phải Đức Phật độc quyền nói, đúng không? Quý vị nên nhớ nha, một điểm then chốt quý vị nên nhớ: Đức Phật là người nhận ra chân lý, discovery chân lý, chứ Đức Phật không phải là đấng tạo ra chân lý. Mà Đức Phật không tạo ra những gì Ngài nói ra chân lý, là nói những gì Ngài thấy thiết thực thì Ngài nói ra, mà cô kết lại bằng nắm lá trong tay. Và những gì Ngài chưa nói thì nhiều như lá trong rừng. Vậy lá trong rừng kia người khác có thể nói được không? Người khác có thể nói được không? Cho nên đi học Phật Pháp là thấy Phật Pháp, không phải thấy trong kinh điển Phật Pháp, mà thấy trong bàn bạc, trong tất cả các tư tưởng của những hiền triết, của những triết gia, của những thánh nhân khác, đều thấy Phật Pháp nằm ở trong đó. Thì bây giờ trở lại này, cái vấn đề kinh điển Đại Thừa phải Phật thuyết hay không, thiết nghĩ không quan trọng nữa. Mà quan trọng cái gì? Quan trọng là đúng với chánh kiến, đúng với chân lý hay không. Mà đúng với chân lý đó được lấy ra thước đo gì là chân lý? Cũng là tam pháp ấn và tam vô lậu học. Tam pháp ấn khổ vô thường vô ngã, tam vô lậu học giới định và tuệ. Vậy thì chư tổ vẫn có thể nói kinh Đại Thừa được, bởi vì chư tổ nói không ra ngoài tinh thần tam pháp ấn và tam vô lậu học thì vẫn gọi là kinh, đúng không? Chính vì vậy mà kinh có một bài kinh rất rõ mà chúng ta rất là hâm mộ này, đó là không phải do Phật thuyết mà vẫn gọi là kinh, mà rất là hay, rất là thâm uyên, đó là Kinh Pháp Bảo Đàn. Tổ thuyết mà vẫn gọi là kinh. Cho nên vấn đề không phải là, xin nhắc lại, không phải là cứ chăm chăm là những gì Phật nói rồi mình mới học, những gì tổ hay người khác nói mình không thèm học, mình phủ bác đi. Cái đó rơi vào kiến chấp, mà rơi vào kiến chấp rồi không bao giờ tiến bộ được, nhất là trên con đường tâm linh, không mở mang, không vươn lên được. Mà sự học á, là sự học nó mênh mông, kiến thức nó mênh mông, nhưng mà cái thái độ học chúng ta phải thông minh cái chỗ á, nhất là học kinh điển Đại Thừa á. Có một thái độ học giống như mà đưa ra ví dụ giống như là con ngỗng mà nó uống sữa, nó chừa nước lại. Đại chúng đã từng nghe Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ giảng, có cái đề là ngỗng chúa uống sữa mà chừa nước, tức là một cái dung lượng nước rất lớn nhá, bằng một cái thau rất là to. Cái thân con ngỗng thì nhỏ, nhưng mà làm sao nó uống hết cái thau nước đó? Cái con ngỗng này nó uống, gọi là ngỗng chúa, nó có cái khả năng uống sữa chừa nước, tức là nó uống một cái thau sữa như vậy mà hấp
thụ tinh ba của cái sữa, còn nước kia nó phì ra ngoài hết. Nó lấy được cái lõi. Đó là uống. Mình vẫn có thể học hết tất cả kinh điển Đại Thừa mà mình học, mình lọc lại cái ý chính, giống như sáng nay, giống như là nãy giờ Thánh Tuệ đã chia sẻ với đại chúng những cái đại ý của kinh, lọc ra cái hồn của cái kinh. Đó là thái độ của ngỗng chúa uống sữa mà chừa nước, bởi vì tư tưởng Đại Thừa quá bát ngát, quá mênh mông. Bây giờ học làm sao? Học để hành thì phải học kiểu đó mà thôi. Đó, thì đây là cái tinh thần mà Thánh Tuệ chia sẻ. Và xin thưa với quý vị, mình nói là Nguyên Thủy và Đại Thừa cũng chỉ là một lối nói, nhưng xin thưa một sự thật rất là hồn nhiên, đó là Phật không hề nói Nguyên Thủy, Phật cũng không hề nói Đại Thừa. Mà Phật không nói Nguyên Thủy, Phật không nói Đại Thừa, mà Phật chỉ nói một cái pháp. Phật chỉ nói pháp, đó là pháp giải thoát. Như trăm sông nghìn biển đều đổ, trăm sông đều đổ về biển cả, pháp của ta chỉ thuần một vị, đó là vị giải thoát mà thôi. Phật pháp là thuần nhất vị, đó là vị giải thoát. À, chứ Phật không hề nói kinh Nguyên Thủy Đại Thừa phân chia ra, phân bố ra, hệ thống tư tưởng ra là do chư tổ sau này trở làm xích tầm, trở lên làm nên những cái xích tầm đó. Chứ ngày xưa Đức Phật là hồn nhiên nói pháp, khi gặp tiểu căn cơ ngài nói theo căn cơ tiểu căn cơ, đại căn cơ ngài nói theo đại căn cơ. Như hoa sen xinh đẹp mùa hạ, đóa vương cao, đóa là mặt hồ, đóa còn tận đáy buồn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Quý vị cũng nhớ là khi Đức Phật đắc đạo rồi, ngài định nhập Niết Bàn. Bởi vì cái trí của Phật, cái hiểu của Đức Phật, ngài thấy, cảm thấy chúng sanh không hiểu được cái trí tuệ và ngôn từ đó, với cái giải thoát đó. Và ngài thoáng có cái tư tưởng nhập Niết Bàn sau khi ngài thành đạo. Nhưng rồi quý vị đọc, quý vị nhớ là Phạm Thiên Sambati mới xuống thỉnh Phật, nhờ Phật nói pháp, và Phật ngồi bên hồ sen, Phật nhìn xuống hồ sen và thấy những bông sen, như Thánh Tuệ vừa đọc bài thơ, như hoa sen xinh đẹp mùa hạ, đóa thì vương cao, đóa là mặt hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ, chúng sinh căn trí tỏ mờ khác nhau. Tức là Đức Phật nhìn xuống cái mặt hồ sen, Đức Phật thấy căn tánh của chúng sanh nó là có những căn cơ thấp, là giống như bông sen dưới bùn chưa nhô lên mặt nước. Có những chúng sanh căn cơ vừa vừa là nó đã vừa lú lú lên mặt nước. Có những chúng sanh căn cơ tu rồi, nhiều kiếp rồi thì nó vươn lên cao. Vậy thì bây giờ mình hãy tùy cơ mà nói pháp. Cho nên gặp tên chăn bò, Đức Phật thuyết một bài kinh cho người chăn bò. Gặp cái khúc gỗ trôi sông, Đức Phật nói kinh bài kinh khúc gỗ trôi sông. Tức tùy cơ nói pháp, có đại thừa có tiểu thừa gì đâu. Và bây giờ mình phân ra rồi mình đánh nhau tơi bời, làm băng giá hai mối quan hệ, đau cái thân của Phật pháp. Quý vị nên nhớ dùm Thánh Tuệ, Phật pháp không có Nguyên Thủy Đại Thừa, nhớ dùm cái đó là cái ý gốc đó. Và cái tư tưởng mà sau này đi qua bên Trung Quốc thì có một vị tổ đã hệ thống kinh điển Đại Thừa một cách mạch lạc, mà nó thành một cái nếp cho tới bây giờ. Nhưng theo cái nhìn của Thánh Tuệ thì cái này nó tương đối không đúng. Khi Thánh Tuệ học ở Ấn Độ rồi thì cái may mắn là Thánh Tuệ học được với mấy vị sư Sri Lanka đó, thì là họ là những cái người mà theo Thánh Tuệ là họ là những cái giữ được cái linh hồn của pháp hành theo cái nhìn của mình. Thì trở lại là cái tư tưởng mà khi qua Trung Hoa đó, có một cái bài kệ mà có lẽ bác Mật Nghiêm cũng nhớ, đó là bài kệ rất nổi tiếng của ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư đã hệ thống kinh điển Phật giáo. Đó là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên pháp nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đây là hệ thống kinh điển. Tức là ngài Thiên Thai, ngài Trí Giả Đại Sư đó, là
Người này là tông chủ của 10 tông phái lớn của bên Trung Hoa. Trong đó một cái tông phái rất nổi tiếng trong thời đó đó là thời hình như là Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, là thời nhà Tống. Anh Tuệ nhớ không lầm là vậy. Mới đưa ra cái tư tưởng đó là Hoa Nghiêm là tối sơ Tam Thất Nhật. Tức là Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên nhất là 21 ngày. A Hàm thập nhị là 12, A Hàm thập nhị là 12 năm Đức Phật thuyết 12 năm. Phương Đẳng Bát 8 năm Đức Phật thuyết A Hàm. Hoa Nghiêm tối sơ Tam Thất Nhật, A Hàm thập nhị, Phương Đẳng Bát, nhị thập nhị niên Pháp Nhã Đàm là 22 năm Đức Phật nói kinh Bát Nhã. Đó. Rồi Pháp Hoa với Niết Bàn là hai thời kinh cuối cùng của Đức Phật, là cộng lại là bát niên là 8 năm. Đây là hệ thống xích tầm tạm thôi. Chứ Đức Phật không có thuyết cái xích tầm như vậy. Xin nhớ nha, Đức Phật chỉ nói tùy cơ nói Pháp, và xích tầm như vậy là do chư tổ hệ thống ra. Trở lại, kinh điển Đại Thừa có hay không? Xin nhắc lại, cũng không quá quan trọng. Quan trọng là cái hồn của những bài kinh đó làm lợi ích gì cho cuộc đời này. Quý vị thấy, có những điều trong thực tế, có những mẫu chuyện, có những văn hóa, có những bộ phim, có những cuốn tiểu thuyết hoàn toàn là hư cấu, hoàn toàn là giả. Nhưng nó giá trị rất lớn, nó không có thật. Quý vị đọc Kim Dung, quý vị thấy không? Kim Dung có thật không? Một cái đầu óc, một cái tưởng tri vô cùng vĩ đại của Kim Dung đã xây dựng lên bao nhiêu là nhân vật. Mà những cái nhân vật đó đã trở thành Lệnh Hồ Xung, đồ Nhậm Ngã Hành, đồ vân vân, đã trở thành quen thuộc còn hơn cả cái thật. Đúng không? Người ta thuộc hơn nữa. Nhưng mà cái đó là cái gì? Đằng sau cái đó Kim Dung nhắn gửi gì với cuộc đời? Đằng sau một lô truyện kiếm hiệp của Kim Dung để đời đó nhắn gửi gì với cuộc đời? Cái mà Tấn Tuệ pick up ra đó, Tấn Tuệ có thời gian thú thật trước bình minh đó là rất là mê Kim Dung. Đánh nhau rồi vậy chứ mê lắm, mê mà vừa ăn vừa coi truyện luôn. Về kiếm hiệp là mê Kim Dung, mà về nhạc là mê cái triết lý Phật giáo được gói trong nhạc Trịnh. Đó, cái này cũng phải tự thú chứ. Không mê nhân vật nghe. Cái con người của Trịnh Công Sơn Tấn Tuệ không nói, con người chính trị của Trịnh Công Sơn Tấn Tuệ không nói. Nhưng cái tư tưởng triết lý thôi. Con người đó, đôi khi mình nói là mình học hồi nãy tứ y đó, là y pháp là bất y nhân. Cái gì của, cái hay của họ mình lụm ra mình xài thôi. Chứ con người của họ không tính. Đại ý mà Tấn Tuệ pick up ra từ trong Kim Dung là gì? Dạy cho thế giới này là gì? Lớn nhất đó vẫn là nhân quả đó, thiện ác đó. Cái thứ hai, đó là nhân quả là hơi lớn đó. Cái thứ hai mà Kim Dung muốn nhắn gửi cho cuộc đời đó, người ta khổ một cái nỗi khổ rất lớn trong cuộc đời đó là thù hận. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Nhưng mà anh nghĩ như vậy là anh không, 10 năm chưa muộn trả thù là anh oai lắm. Nhưng 10 năm để anh nung nấu cái hận thù đó, ai khổ? Mình khổ. Mình bị đốt cháy bởi hận thù trong tim mình. Cho nên có một nhà thi hào mới nói như thế này này. Khi anh tha thứ cho một người, tức là anh mở cửa phóng thích một tù nhân, và chợt nhận ra tù nhân đó không ai xa lạ, đó là chính anh. Khi anh tha thứ cho người khác, anh nhận ra một người tù nhân anh vừa phóng thích, đó là chính anh chứ không ai hết. Và 10 năm anh ôm cái hận đó. Và không phải cái hận thù của Kim Dung, nó dạy cho cuộc đời là từ truyền kiếp đời con nữa, cha bị giết rồi tới đời con, đời cháu nữa. Đó, rồi một những cái message về tình cảm lăng nhăng trong đó. Rồi cái message lớn nữa là cái vỏ không nói lên cái nội dung. Đúng không? Trong ma giáo có cái chánh giáo. Trong gọi là trong cái tà giáo hả? Tà giáo, nhưng mà có con người rất là thiện. Nhưng mà trong con người của gọi là nhạc bất quần là chánh giáo. Đúng không? Cái vỏ là chánh phái, nhưng mà cái nội dung sao? Là ngụy quấn tử. Thành ra cái vỏ bên ngoài đâu có nói được gì. Đây là những cái message Kim Dung dạy mình, đúng không? Gửi lại cho đời. Vậy Kim Dung cái đó có thật không ạ?
mà cái giá trị nó cung cấp cho cuộc đời, nó giáo dục cho loài người, nó có không? Nó có giá trị không? Rồi bây giờ mình nói văn hóa Việt Nam mình đi. Tấm cám, thánh gióng, cây tre trăm đốt, ăn khế trả vàng có thật không? Thánh gióng không có thật. Đúng không? Phù Đổng Thiên Vương gì mới đẻ ra rồi ăn mấy cái nồi cơm thật lớn rồi nhổ bụi tre lớn phù, nhổ bụi tre làng lên rồi ra biên thùy đánh chiến giặc Ân. Thánh giống là một câu chuyện về truyền thuyết. Nhưng qua thánh giống chúng ta học được cái gì? Niềm tự hào của dân tộc. Vì sao? Vì trong cái câu chuyện thánh giống nó gửi cho chúng ta một cái message là dân tộc mình yêu nước, yêu giống nòi của mình, không phải lớn như vậy có ý thức rồi mới yêu, mà khi vừa lọt ròng đẻ ra là đã yêu quê hương đất nước rồi. Mới bét mũi đẻ ra là đã yêu quê hương rồi, ăn vội chóng lớn để ra biên thùy đánh giặc ngoại xâm, yêu quê hương, yêu đất nước từ trong trứng nước. Đó là nội dung của thánh giống. Thánh giống đâu có thật, nó hình tượng của một cái tâm. Rồi bây giờ ăn khế trả vàng cũng vậy, dạy cho chúng ta gì? Đi người em ra ngoài cung đạo, ngoài đảo gì đó, rồi con chim chở chỉ cho cái mỏ vàng gì chở về đó hả? Đó, rồi người anh biết vậy rồi bắt đầu cũng bắt chước quay đó, là khi về là ham đem tới 2-3 túi vậy hả? Đó như vậy, rồi tham rồi thì thầm rớt xuống biển đó, thì dạy cho mình một cái đạo lý gì? Tham thì thầm, nhưng mà cái đó có thật không? Ăn khế trả vàng thật không? Cây tre trăm đốt thật không? Không thật. Nhưng mà nó dạy cho chúng ta cái gì? Bây giờ trở lại, cho dù chúng ta cho rằng kinh điển Đại Thừa không thật, không thực sự do Phật thuyết, nhưng giá trị của kinh điển Đại Thừa là không thể phủ bác được. Giá trị của kinh điển, giá trị văn chương, giá trị về thực tập thực hành không thể phủ bác được. Thành ra cứ tiếp tục mà hành, và lấy cái thước đo trở lại chính là Tam Pháp Ấn và giới định tuệ ra mà đo để mà hành theo thôi. Đó. Thôi bây giờ để chia sẻ một tí thôi. Điểm gặp nhau, một pick up ra một cái ví dụ điểm gặp nhau giữa Nikaya và Đại Thừa, để quý vị thấy tuy là hai cái hệ văn kinh khác nhau nhưng hoàn toàn giống nhau về cái ý chính. Nếu mà kể ra, liệt kê ra một cái sự so sánh giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa gặp nhau có hàng chục, hàng trăm, rất nhiều cuốn kinh, nhưng bây giờ chỉ pick up ra một cái ý để quý vị vững tin về kinh Đại Thừa, so sánh để vững tin mà tiếp tục hành. Đó là trong kinh Kim Cang. Quý vị thấy trong kinh Kim Cang Đức Phật thuyết những cái câu chúng ta nghe quen thuộc là gì? Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Dịch ra là gì? Đừng có dựa trên thanh hương vị xúc sáu trần mà sinh khởi cái tâm kia. Thì bây giờ mình đọc lại đi ca gia Nguyên Thủy này, mình thấy này, năm trước Tấn Tuệ đã chia sẻ cái bài kinh Bà Hy Gia ở đây, tức là tinh thần chánh niệm và thuyết hiện sinh. Tấn Tuệ có dẫn cái bài kinh này, vì nhớ không? Thì bài kinh này nói có một cái đoạn mà trong kinh Bà Hy Gia Tấn Tuệ đã chia sẻ, đó là Đức Phật dạy cho cái ông Bà Hy Gia đó là gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thức tri tưởng tri vân vân chỉ là cái thức tri và tưởng tri, chỉ là mà thôi. Thì so sánh lại với bất ưng trụ sự thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, quý vị thấy có thấy giống nhau không? Giống nhau, cách nói thì khác nhau nhưng mà tinh túy nội dung thì giống nhau, bởi vì nó qua cái văn tàu mình thấy nó thấy khác, nhưng mà không dựa vào sắc, tức là trong cái thấy là cái thấy, thấy chỉ là thấy thôi, thấy giống như bồ nhìn thấy hả, đó không có gì hết. Cái thấy đó là cái thấy như thị, thì cái Bà Hy Gia cũng chính là cái thấy như thị, cái nghe như thị, nghe ai đó mà phản ứng lên mà cái lỗ mũi phồng lên to đó là biết là người ta vừa khen mình, mà cái mặt nó đổi sắc đó là biết là chê mình. Nhưng mà nghe như thị thì không sinh tâm, thì có phải ngay đó là giải thoát không?
Đó, thì chúng ta sẽ thấy có phải là hai cái văn hệ, hệ văn kinh nó khác nhau mà tư tưởng nó là một cái ý giống nhau. Đó, còn kinh Duyên Ma Cật rồi còn có nhiều kinh lắm. Nhưng mà thôi thì Thánh Tuệ thấy rằng nếu mà chúng ta học được Phật Pháp thì chúng ta biết thoát ra cái ngôn ngữ kinh điển thì chúng ta sẽ pick up được cái ý đằng sau cái vỏ ngôn ngữ. Mà Thánh Tuệ nói vừa rồi, đó là ý tại ngôn ngoại. Quý vị thấy trong thời điểm bây giờ này, cận đại này, có Krishnamurti, gần đây có cái ông rất nổi tiếng là Eckhart Tolle. Ông không hề nói cái gì đụng tới cái từ thuật ngữ, danh từ gì Phật Pháp hết trơn. Nhưng nghe kỹ ra, toàn là Phật Pháp không. À, nói không phải lăng xê quảng cáo ổng đâu. Nhưng mà thật sự mình nghe ra, mình thấy khi một người học Phật rồi, không cần phải nói phải là sắc bất dị không, không bất dị sắc, thuật ngữ Phật giáo mới là Phật Pháp. Chân lý là bởi vì cái người mà đi giảng khéo đó, người ta lại không dùng ngôn ngữ từ Phật Pháp, mà dùng những ngôn từ rất đời thường, dễ hiểu, mà gần gũi với cuộc đời. Càng dùng danh từ Phật Pháp càng nhiều, cuộc đời không có cái mảng đó. Người ta càng nghe càng mịt mờ, càng giống như vịt nghe sấm. Giống như Thánh Tuệ nói, ví dụ như thị chư pháp không tướng, hoặc là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà nếu không giải thích ra, mà quý vị chưa hề có tư tưởng đó trong quý vị, thì quý vị có mường tượng ra không? Nhưng mà hiểu ra thấy đúng thị chư pháp không tướng hay không? Đó. Thì là chúng ta thấy này, có một cái đoạn mà Thánh Tuệ rất là tâm đắc ở trong một đoạn nhạc. Nói tí cho quý vị nhớ, đó là trong cái bài Bốn Mùa Thay Lá của Trịnh. Đó là những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu, hình dáng nụ cười. Quý vị thấy có từ nào Phật Pháp không? Nhưng mà rất là theo Phật Pháp. Nào, quý vị muốn để hát một chút xíu để cho quý vị. Những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu, hình dáng nụ cười. Tạm giải lao ha. Những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Tức là các pháp nó như vậy đó, nó tình cờ nó đến với nhau như vậy. Có mặt trong cuộc đời này, cũng tình cờ có mặt trong cuộc đời này. Không hẹn mà đến. Có ai trong cuộc đời này hẹn với ai mà đến đây không? Hay tự nhiên từ trong bụng mẹ chui ra? Mình tới đây là mình nghiệp nó dắt mình xuất hiện trong cuộc đời mình, đâu phải vì hẹn hò về gì với ai đâu. À, không hẹn mà đến. Nhưng mà không chờ mà đi. Đùng một cái ra đi, có phải có ai chờ mình bên kia thế giới rồi mình phải vì cái hẹn có người chờ mình mà mình đi không? Không. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, con người là vậy. Không vì ai hẹn trong cuộc đời mà sinh ra, nhưng mà không vì ai chờ trong cõi bên kia mà đi. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Cho nên bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Đó là thành trụ hoại không. Cái sự vận hành của bốn mùa thời tiết, nó là như thế. Thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Nhưng đó chính là sự vô thường. Nhưng vô thường nhìn theo khía cạnh của vô thường,
trong vô thường nó có gói, nó có dấu cái gọi là chân thường. Cho nên bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta, nhưng mà bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Đó là gì? Đó là đình tiền tạc giả nhất chi chi mai. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng, rụng hết. Nhưng mà, ồ, sau một đêm đông lạnh giá, còn lại một nhất cành mai. Cành mai đó là tượng trưng cho cái gì? Trí tuệ, tâm, tự tánh, bản thể của chúng ta. Đó là cái gốc. Đằng sau cái vô thường ảo hóa đó, có một cái thật tượng trưng là bên trời xanh mãi những nụ mầm mầm mới, và thiên thu hình dáng nụ cười. Quý vị tưởng tượng đó là ai? Nụ cười của ai? Người ngồi sau mình đó, có phải nụ cười đó nụ cười thiên thu không? Nụ cười đó, đó là một nụ cười bất diệt đó. Và trở về được với tâm thì mới có nụ cười đó. Sống trọn vẹn được với tâm giải thoát thì nụ cười đó trở nên nụ cười thiên thu. Đây có cần nói Phật Pháp không? Mà chỉ là nhạc thôi. Ngôn ngữ rất đời thường, vẫn là Phật Pháp. Bây giờ đi qua một cái điểm nữa cuối cùng là chân lý ngoài ngôn ngữ. Đây là điểm then chốt của cái bài Pháp hôm nay. Bài Pháp hôm nay, anh thầy chia sẻ, hầu như nãy giờ cũng chỉ là đi ngoài ô. Đi vòng vòng ngoài ô, chưa đi vô nội thành. Nếu quý vị nào đọc kinh Pháp Bảo Đàn thì quý vị có nhớ một cái ngữ cảnh. Đó là khi mà Đức Lục Tổ Huệ Năng, ngài đi ra khỏi, ngài được truyền y bát rồi mà còn ở ẩn dật đó. À, thì là khi ngài còn những năm tháng ngài ẩn dật, ngài có quen một cái người có cái tên là Lưu Chí Lược. Hai người này là một thanh niên, một thư sinh. Và quen nhau do cái duyên gì đó, cho nên vừa quen đã cảm thấy rất là thân tình rồi. Là đã coi giống như là anh em rồi. Bởi vì sao coi anh em? Bởi vì lúc đó tổ đã có y bát rồi mà hình thức là hình thức của cư sĩ. Đó. Thì qua cái sự trao đổi, Lưu Chí Lược này mới biết tổ quá tinh thông Phật Pháp. Thì Lưu Chí Lược này có một người bà cô đi tu, có cái tên là Ni Sư Vô Tận Tạng. À, thì Ni Sư Vô Tận Tạng này nghe cái người cháu mình nói về cái sự uyên thâm tinh thông Phật Pháp của Lục Tổ như vậy, thì mới muốn hỏi Lục Tổ về Phật Pháp. Thì cái vị Ni Sư này chuyên môn tụng một cái kinh, đó là kinh Niết Bàn. Và kinh Niết Bàn là hồi nãy Thánh Tuệ vừa nói, Niết Hoa, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên đó, là những cái tư tưởng cuối thời kỳ cuối trước khi Phật nhập Niết Bàn đó, thì cũng rất là uyên áo. Thì khi đến gặp tổ thì Ni Sư Vô Tận Tạng này mới nói rằng có một số đoạn trong kinh Niết Bàn này Ni Sư không hiểu và xin tổ giải thích cho. Thì Ni Sư mới đem cái kinh đưa ra cho tổ, Lục Tổ. Và tổ coi đưa cho cái kinh thì tổ nói ta đâu có biết chữ đâu hỏi, mà đưa kinh đây. Thì Ni Sư nói là sao? Chữ nghĩa còn không biết, huống chi mà chữ còn không, mặt chữ còn không biết, mà huống chi nghĩa lý của kinh mà giải thích. Đó, thì tổ nói là sao ạ? Diệu lý của chư Phật không can hệ gì tới văn tự ngữ nghĩa. Rồi bắt đầu Ni Sư mới ngồi đọc kinh, đọc tới đâu tổ giải ra văn vách tới đó, thấu đạt tới đó, mới tâm phục khẩu phục, mới nói quả là đệ tử truyền y bát của ngũ tổ Hoàng Mai. Tổ Hoàng Mai. Nhưng mà tổ có biết chữ không? Cho nên cái này là chính là trí tuệ. Và cái này có phải là chân lý ngoài ngôn ngữ không? Và trở lại như lần đầu Tánh Tuệ nói, chính là tâm thông thì thuyết thông. Mặc dù không biết mặt chữ mà rõ được bản tâm rồi thì nói tới đâu là nói tới đó. Bởi vì nắm cái mấu chốt, có được cái trí tuệ thật, cái vô sư trí rồi, thì không cần chữ nghĩa của thế gian nữa, vẫn nói được cái hồn của Phật Pháp. Đó. Và một cái đoạn nữa mà nói lên mà chân lý ngoài ngôn ngữ, là quý vị đọc
trong cái sự truyền thừa của 33 vị tổ Thiền Tông thì quý vị sẽ thấy là khi Đức Phật ở trên hội Linh Sơn, cái điển tích niêm hoa vì tiểu, Đức Phật cầm hoa sen và đưa lên cái cành hoa sen, thì trong pháp hội rất đông ai cười. Ngài Ca Diếp mỉm cười và Đức Phật nói sao? Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng. Này phú chúc lại cho Ca Diếp. Vậy chỉ có cái cười, mỉm cười thôi mà hiểu nhau. Đó có phải là chân lý ngoài ngôn ngữ không? Cái chỗ tổ của ngôn ngữ không nói được. Cái này là gọi là chân lý tuyệt đối. Chân lý, xin chia rẽ, chân lý có hai bình diện, đó là tục đế và chân đế. Tục đế là chân lý tương đối, chân lý quy ước. Tiền cũng chính là chân lý của thế gian đó chứ. Đúng không? Nhưng mà chân lý đó là chân ý quy ước. Đó. Còn chân lý tuyệt đối là chân lý không lời. Chân lý không lời. Và cái hồn của chân lý đó chỉ có tu rồi mới cảm nhận, mới thấu rõ. Mà nhà thiền có cái câu là như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, nóng lạnh thì người đó tự mà biết lấy. Lãnh noãn tự tri. Có một giai thoại nữa. Đó là giai thoại khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, trước khi Ngài về lại Trung Hoa sau hình như là cửu niên diện bích, đại khái là như vậy, quý vị nhớ dùm là cái ý chính thôi. Đó là tổ mới gọi những người đệ tử của tổ lên để trình cái sở đắc, để truyền thừa đó. Thì là xuất hiện trong cái buổi hôm đó, trong cái ngữ cảnh của tích để lại đó, thì Ngài Đạo Dục, Đạo Phó mới xuất hiện, mới nói lên cái sở đắc của mình. Thì sở đắc của Ngài Đạo Phó trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là gì? Đó chính là theo cái chỗ thấy của con, chẳng lìa văn tự, ha, chẳng chấp văn tự mà không lìa văn tự. Đó là chỗ thấy của con. Đó là Ngài Đạo Phó trình cái kiến giải, cái sở đắc. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói, ông chỉ là cái người ngoài chứng, ông là gọi là được cái phần da của ta, cái phần da. Rồi vị thứ hai đó là bà ni tổng trì đứng lên mới nói, theo cái thấy của con á, nó giống như cái thấy của ngài Đức A Nan. Ngài A Nan một lần nhìn vào cõi Phật A Xúc, chỉ thấy cõi Phật A Xúc một lần và từ đó về sau không thấy lại. Đây là cái thấy của con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói sao? Bà được cái phần thịt của ta. Bà được cái phần thịt của ta. Rồi tiếp theo nữa, đó là Ngài Đạo Dục, một vị tên là Đạo Dục lên. Theo cái chỗ thấy của con đó là tứ đại giai không, năm ấm vô ngã. Đó là chỗ thấy của con. Thì Tổ Đạt Ma nói sao? Ông được phần xương của ta. Đến cuối cùng đố quý vị là ai? Ngài Huệ Khả đứng ra, bước ra xá tổ một cái, đi lui vào đứng im lặng. Tổ nói sao? Ông được phần tủy của ta. Đây là chân lý ngoài ngôn ngữ. Và cái chỗ này Tân Tuệ đưa quý vị lên hơi cao, đến vì quý vị phải biết cái chỗ tới chí đạo là vô ngôn là vậy đó. Mà lúc nãy bác Mật Nghiêm mới có nói là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Mà có cái từ bên Nho Gia họ nói là tri giả thì bất ngôn, mà ngôn giả thì bất tri. Cái người biết á thì không nói, chỉ là biết rồi. Cái cười của Ngài Ca Diếp, cái cười của Đức Bổn Sư, cười là hiểu quá rồi, không nói nữa. Mà càng nói ra là ngôn giả là bất tri. Cái người đang nói với quý vị là ngôn giả bất tri. Người đang nói là không có tri đâu, chỉ là một cái mớ gọi là kiến thức thôi đó. Chết rồi, mà kỳ nào mà thuyết pháp thật sự là đây ngồi im ru đó. Là thuyết pháp thật sự đó. Đó. Thì là kính thưa đại chúng, đó là chính vì vậy mà sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói một cái câu mà đi vào gọi là kinh điển tới bây giờ, bốn câu kệ đi vào
kinh văn tới bây giờ là bất lập văn tự. Cái chân lý đâu có văn tự không có nói hết được, mà chỉ thẳng thôi, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng tâm người không qua ngôn ngữ, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thì thành Phật. Ai nhạy thì không cần ngôn ngữ, chỉ thẳng đó. Uống trà đi, uống rồi nếm lại là cảm thấy được hương vị trà, chứ không diễn tả trà như thế này thế kia nữa, không diễn tả nữa. Nói có chỉ đạo là vậy đó. Thì là đây là cái điểm mà Thánh Tuệ chia sẻ. Tuy nhiên trở lại, đây là nói để nó toát lên cái ý chân lý ngoài ngôn ngữ thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết, tu hành, cái điểm then chốt, cái điểm quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta. Phật tử là kể cả xuất gia và tại gia nghe. Mấy thầy xuất gia cũng là Phật tử, nhưng mà Phật tử đầu tròn thôi, cũng là Phật tử. Phải biết một điểm là quan trọng là phải biết mình đang ở đâu. Đang ở đâu trên đường đạo. Đó. Khi mình biết mình ở đâu thì mình không vội mà bác cái ngôn ngữ. Cái chí đạo là nó tột là như vậy. Nhưng mà khi mình chưa tới thì mình phải gọi là phải áp dụng cái tư tưởng của Ngài Đạo Phó. Đạo Phó hồi nãy mà bước ra đầu tiên đó là theo chỗ thấy của con là không chấp mà cũng không lìa. Bởi lìa lấy gì đâu tu, lấy phương tiện đâu tu. Cho nên nói trở lại như kinh Viên Giác là nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những cái pháp của Đức Phật nói như ngón tay mà chỉ mặt trăng. Cái bệnh của chúng ta thường thường là chúng ta không có nhìn về phía trăng, mà nhìn chằm hăm nơi ngón tay, là nhìn trên cái phương tiện tranh chấp cãi lẫy với nhau, đã phá nhau là đã phá cái ngón tay này nè. Đã bắt tông đại thừa, nguyên thủy đại thừa là cái nhìn ngón tay mà chửi nhau thôi. Nhưng với người khôn, người ta đâu có nhìn ngón, đâu có nhìn chằm hăm ngón tay, ta nương ngón tay ta nhìn về phía mặt trăng. Đó là cái ý tột mà Đức Phật muốn nói. Tuy là cái ngón tay là phương tiện, tuy là cái mặt trăng là phương tiện, cái giáo pháp của Đức Phật nói cách khác, giáo pháp của Đức Phật là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng đó nó nằm ở dưới đáy hồ, nó được phản chiếu dưới đáy hồ mà nó có thật không? Nhưng mà nhờ cái mặt trăng dưới đáy hồ mà mình tin rằng có cái chân lý tuyệt đối là cái thật. Trăng ở dưới đáy hồ không phải là trăng thật. Phật pháp không phải là chân lý nha. À, nói cái chỗ tột, Phật pháp không phải là chân lý, mà Phật pháp là phương tiện để đi đến chân lý. Đây là cái điểm lớn nhất của Phật pháp khác với cái đạo khác. Tất cả các đạo khác đẻ ra những cái tư tưởng và cho tư tưởng của mình, thần thánh tư tưởng mình, rồi gọi là giáo điều rồi áp đặt cho chúng sinh phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Nhưng mà Phật pháp không phải là giáo điều, mà Phật pháp chính là cái hồi sáng Thánh Tuệ nói cái gì, hồi nãy Thánh Tuệ nói cái gì, cục xà phòng phải khéo dùng xà phòng. Phật pháp là ngón tay, Phật pháp là con thuyền sang sông, Phật pháp là chiếc cầu. Tất cả đều là pháp, là phương tiện, cho nên mình phải khéo sử dụng phương tiện. Đi bằng phương tiện nào qua sông cũng được, đi thuyền cũng được, đi tàu cũng được, đi máy bay cũng được, đi cầu cũng được, đi qua cầu cũng được, tất cả đều là phương tiện. Khi mình nắm được tất cả là upaya rồi, mình đâu có chấp, đâu có chê bai ai đâu. À, cái khả năng của người ta thì ta đi bộ qua cầu, khả năng mình thì là mình đi thuyền qua sông, thì là mình cứ đi theo cái cách của mình, đúng không? Tại sao mình phải khi cái này quý vị liễu được cái này rồi, đó là quý vị không bao giờ đã phá ai hết trơn à, không bao giờ à, chỉ tại vì sao bây giờ chỉ còn tin ông A Di Đà đồ này tỉnh độ, tại sao đồ này kia không đó. Khi mình hiểu được cái điều này rồi là mình thấy tất cả đều là phương tiện của chư Phật đã nói ra cho chúng mình và biết. Và cái khéo của chúng ta đó là khi sử dụng pháp, chúng ta đừng có thờ cái chìa khóa. Pháp giống như cái chìa khóa, pháp giống như cục xà phòng, pháp cũng giống như là cái toa thuốc. Cái người mà bây giờ nói đậm hơn chút nè,
Hồi nãy đầu đề mà nói về vấn đề tụng kinh, bây giờ mới nói thấm vô này. Cái người mà tụng kinh mà không có thấu được cái lý kinh, mà không tu tập chuyển hóa cái nội hàm, nội tâm á, thì là chỉ được phước và chỉ là cái người đọc cái toa thuốc. Nhưng cái người khôn ngoan, cái người thông minh trí tuệ, tụng kinh rồi lấy pick up được cái ý chính của kinh ra, thì giống như cái người mà dùng cái toa đó đi tới cái vị mà gọi là dược sĩ hả? Bút thuốc, bốc thuốc thì đi qua dược sĩ phải không? Nurse phải không? Họ bốc thuốc về là uống vô thì đánh bạc hết cơn bệnh. Cơn bệnh đó là cơn bệnh gì? Cơn bệnh sinh tử. Còn không, chúng ta biết Phật rồi mà chúng ta không khéo tu, đôi khi chúng ta mãi mãi, chúng ta vẫn là một người chết khác bên bờ suối. Cái thiếu nước á, chết khác đã đành rồi mà ở bên dòng suối mà chết khác mới đau, mới tội chứ. À, là tại vì không có cái backup được cái ý ra, cái ý chết khác bên bờ suối. Thánh Tuệ xin kể với đại chúng một câu chuyện nữa, cũng là câu chuyện để kết thúc cái buổi chia sẻ chiều nay. Đó là cái câu chuyện tặng đèn cho người mù. À, cái vị có cái vị đọc rồi thì biết đó. Có anh mù đó, anh đi đến nhà người bạn thân chơi. Khi anh đến thì trời chưa tối, mà khi ảnh ở chơi rồi cái trời mới tối, tối u rồi. Không, hình như trời khoảng chừng tiếng nữa là trời tối đó. À. Mùa này là trời tối hơi sớm ha. Đó. Khi ảnh tới thì trời, ảnh về thì trời tối rồi, thì cái người bạn á, mới tặng anh một cái đèn. Thì anh mù đó mới nói với người bạn như thế này: tôi mù mờ rồi anh tặng đèn chứ, mù rồi thì có đèn cũng như không thôi, anh tặng tôi chứ. Cái nói không, anh cứ cầm cái đèn đi, anh cầm cái đèn anh đi, anh mù nhưng người ta thấy cái đèn của anh, ta né anh đó. Thì ông này cứ cầm cái đèn đi dẻo, sao cái có một người đi sao đụng ông cái rầm. Nói, bộ ông không thấy từ cái đèn của tôi sao mà đụng tôi. Ông phản ứng, ông mù phản ứng mà không thấy cái đèn của tôi sao đụng. Cái nói ông kia nói sao, đèn của anh đã tắt rồi. Cái bị ngộ ra chưa? Ngộ ra cái gì? Ngộ ra cái gì nè? Cái đèn đó là tượng trưng cho gì? Pháp. Pháp. Cái giá trị của Pháp là thắp sáng lối đi. Đúng không? Phải tự mình thắp sáng lối đi. Mà đôi khi mình ôm một cái đống kinh như vậy, mình tự hào mình ôm đèn chứ. Mình đang cầm cái đèn. Nhưng mà đèn đã tắt rồi. Cho nên không tới bờ giải thoát là vậy. Rồi vậy có phải là nói túm lại là chết khác bên bờ suối hay không? Nói túm lại không? Đó, thì là chỗ đó đó. Thì đây là câu chuyện mà Thánh Tuệ xin bỏ ngỏ để quý vị về suy tư thêm. Rồi từ đó mình có một cái thái độ trong vấn đề tu, vấn đề học của mình. Và trước khi dứt lời, xin tặng đại chúng một cái bài thơ của Thánh Tuệ nữa. Đó là cái bài Tôi Thấy Phật. Khi chúng ta thoát ly được cái hàng rào, cái áo của ngôn từ rồi, thì chỗ nào chúng ta, hồi nãy Thánh Tuệ đầu bài Thánh Tuệ nói đó, là chỗ nào cũng, chúng ta cũng có thể nói Pháp, thấy Pháp được hết. Mà thấy Pháp này nó nằm trong tinh thần không ngoài chư Tổ nói, đó là nhất thiết thế gian, tất cả thế gian Pháp là giai thị Phật Pháp. Thì bây giờ khi chúng ta liễu được tâm, thấy được đạo rồi, thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy Phật hết trơn. Dạ, thật sự như vậy, không có phải là nói trên ngôn từ nữa. Và chính vì cái nhìn đó, Thánh Tuệ cảm tác được bài thơ này. Tôi thấy Phật ngự trong từng tia nắng, khi vườn tâm yên ắng những buồn lo. Ai có biết Phật chưa từng đi vắng, vì u mê đường đến Phật quanh co. Phật thì vẫn còn ở đó, nhưng mà bởi vì mình đến Phật quanh co là bởi vì mình bị tét cái đèn rồi. Nhưng mà không sao, thắp lại. Tôi thấy Phật trong tôi từng hơi thở, khi tâm hồn rộng mở lối yêu thương. Dừng lặng nhé, bình yên không xáo động, cọng cỏ khô
cũng thấy đẹp như thường. Yeah. Cái bài thơ này Tấn Tuệ được vinh hạnh hình như đạo hữu Diệu Lan hả? Phải không? Có phổ nhạc rồi phải không? Đó, đạo hữu Diệu Lan đã phổ nhạc cái bài thơ này, cái lời cũng rất là hay, hy vọng trong tương lai có thể hát cho quý vị đạo hữu hay là nhóm Sợi Nắng hát cho quý vị nghe. Khi cái tâm hồn mình nó thanh tịnh, thanh thản rồi quý vị, thì là mình nhìn đâu cũng đẹp hết đó. Thật sự nhìn thấy cái cọng cỏ, đúng có cái duyên của nó đó. Tiếng của Phật giấu nơi lời chim hót. Tiếng của Phật giấu nơi lời chim hót. Cái này là lấy tư tưởng của kinh A-di-đà đấy. Chim muông ở trên cõi cái A-di-đà, ca lăng tằng già gì cũng nói Pháp thay Phật. Thì tiếng của Phật giấu nơi lời chim hót. Giọt cam lồ thánh thoát buổi ban mai. Đừng kiếm Phật ở chín tầng cao vót. Bước chân ta tỉnh thức hiện liên đài. Dạ, mỗi biết bước chân của mình đi, mình đi, mình bước, mình biết mình đi rõ ràng, tuệ tri, sáng sủa. Khi đi biết đi, đầu óc không bị tham sân si chi phối, đi trọn vẹn với cái đi đó. Thì chính là bước chân ta tỉnh thức hiện liên đài. Dưới chân mà Thầy Nhất Hạnh bảo là từng bước nở hoa, hoa sen. Tôi thấy Phật ngự trong làn gió mát, mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên. Khi sực tỉnh buông ưu phiền oán giận, tôi gặp người trong lẽ sống tùy duyên. Tôi gặp người tức là tôi gặp Phật, chứ người viết hoa, trong lẽ sống tùy duyên, sao cũng được. Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé, trên bàn tay trong đôi mắt mẹ già. Tôi biết Phật trú giữa lòng nhân thế, lúc tim này độ lượng sống bao la. Đó là tôi đã thấy Phật. Dạ thôi coi như là món quà trước khi tạ từ đi ha. Nhưng mà nãy giờ talk too much rồi thì hơi hám không còn. Chưa hề có cái idea ngâm thơ cho cái bài này, bây giờ bắt ngâm vô thấy hơi khó. Tôi thấy Phật ngự trong từng tia nắng, khi vườn tâm yên ắng những buồn lo. Ai có biết Phật chưa từng đi vắng vì u mê đường đến Phật quanh con. Tôi thấy Phật trong tôi từng hơi thở, khi tâm hồn rộng mở lối yêu thương, dừng lặng nhẹ bình yên không xáo động, cọng cỏ khô cũng thấy đẹp như thường. Tiếng của Phật giấu nơi lời chim hót, giọt cam lồ thánh thót giữa ban mai. Đừng kiếm Phật ở chín tầng cao vót, bước chân ta tỉnh thức hiện liên đài. Tôi thấy Phật ngự trong làn gió mát, mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên. Khi sực tỉnh buông ưu phiền oán giận, tôi gặp người trong lẽ sống tùy duyên.
thấy Phật trong nụ cười em bé trên bàn tay, trong đôi mắt mẹ già. Tôi biết Phật trú giữa lòng nhân thế, lúc tim này đổ lượng sông bao la. Dạ hết rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bài pháp quá là hay phải không quý vị? Dạ. Con cảm nhận giống như là hôm nay mình được tắm trong một cái suối pháp từ đầu đến cuối. Con cảm thấy mình thu hoạch hôm nay rất là nhiều, cộng thêm mấy bài hát với mấy bài thơ của thầy nữa. Hôm nay tha hồ mình enjoy một buổi pháp thật là hay. Và cái bài pháp này tuy rằng bài giảng của thầy là chân lý ngoài ngôn ngữ, có nghĩa là không cần ngôn ngữ mình cũng có thể hiểu được cái chân lý là nó như vậy. Nhưng mà thầy cũng có nói là mình không chấp ngôn ngữ, nhưng mà mình cũng không lìa ngôn ngữ. Thế nên con nghĩ là chúng con cũng cần thầy về đây liên tục á, để giúp cho chúng con có thêm nhiều ngôn ngữ nữa để chúng con hiểu thêm về Phật Pháp. Dạ có đúng không quý vị? Thú thật là vốn liếng trút hết bữa nay rồi, kỳ sau về biết gì nói. Dạ thưa thầy, giờ đây là đến giờ Phật Pháp vấn đáp. Và thưa quý vị là quý vị nếu có câu hỏi xin giao cho Tịnh Tánh, và Tịnh Tánh sẽ đọc lên để thầy trả lời những câu hỏi của quý vị. Hiện thời thì con chỉ có một câu. Dạ xin thưa con đọc cho thầy để thầy giải thích. Và sau đó nếu quý vị nào có câu hỏi xin đưa tiếp tục cho con. Cái câu này, vị này hỏi có hai câu. Mà câu thứ nhất á, là hỏi là thầy đi tu Ấn Độ đến bao giờ thầy trở lại Mỹ để chúng con được nghe thầy chia sẻ Phật Pháp. Dạ đó là câu thứ nhất. À, con đọc luôn câu thứ hai để thầy biết rồi thầy trả lời luôn. Khi vị thầy đã phạm trọng giới thì vị thầy này truyền giới bát quan trai cho Phật tử, Phật tử có được đắc giới không? Dạ đó là câu hỏi thứ hai. Dạ cái câu hỏi đầu tiên thầy xin trả lời là thưa với đại chúng là Tinh Tuệ cuối tháng này Tinh Tuệ về lại xứ Phật. Thì đúng ra cái chương trình học của mình trong 8-9 năm qua thì cũng đã tạm xong. Nhưng mà do cái duyên với xứ Phật, một vài việc về liên quan đến Phật sự, cho nên Tinh Tuệ lại muốn về xứ Phật. Với lại Tinh Tuệ thấy không hiểu tại sao khi Tinh Tuệ về xứ Phật á, Tinh Tuệ có cảm giác như mình về nhà vậy đó. Cái đây là cái duyên không nói được. Mặc dù cái xứ Ấn nó rất là khổ, rất là cực, phương tiện rất là thiếu, nhưng mà ở vòng quanh cái cội Bồ Đề đó, quanh quẩn bên cội Bồ Đề thì Tinh Tuệ thấy được cái năng lượng, cái energy của Đức Phật. Và cái energy đó khi mình đi lâu quá mình cảm thấy như thiếu, và khi mình về lại như vậy mình cảm thấy như mình đi recharge. Đây là cái chân thành. Và trong mấy năm qua thì tuy là giảng ở Đức Tuệ không nhiều, nhưng mà khi về đây Tinh Tuệ lại có duyên đi khắp nơi, các tiểu bang đi giảng rất nhiều. Và thật sự là cũng có lúc cần cái sự quay về, nên Tinh Tuệ định sẽ về Đức Phật, Đất Phật, và tạm nói là nhập thất lõng một thời gian rồi mới có được cái chất liệu, cái phẩm chất, những cái tư tưởng hay khác, hoặc là một cái energy khác để mà chia sẻ với quý vị đó. Cái đây là lý do đầu tiên, mà cái lý do mà Tinh Tuệ về lại Đất Phật. Và đây là cái sự chia sẻ cho cái câu hỏi đầu tiên. Và có thể là Tinh Tuệ không biết là sang năm Tinh Tuệ có duyên gặp lại Đức Tuệ hay không. Mặc dù đi xa thì quý vị cũng rất là nhớ mọi bà con ở tất cả mọi đạo tràng, nhưng mà do mình muốn ngồi lại với mình một thời gian, nên Tuệ chưa biết là sẽ có nhận lời để về giảng ở Đức Tuệ sang năm hay không. Thì cái đó để Tinh Tuệ sẽ bàn với
Bồ của Thánh Tuệ là Bát Mật Nghiêm. Bạn mới bác sau đi, cái đó chuyện nội bộ ha. Đó, nhưng mà có thể là sang năm, có thể vắng một năm, có thể thôi. Dạ. Cái này bất định pháp. Mà xuất hiện rồi quý vị cũng bất định xuất hiện nha. Dạ. Chứ không thôi em nói pháp cho bạn dễ nghe là em cũng buồn lắm á. Rồi cái câu hỏi thứ hai, đó là Thánh Tuệ thấy rằng là trên cái bình diện mà giới thì nói rằng là đúng là khi một cái vị thầy mà phạm giới trọng á, mà truyền giới á, thì cái năng lực, cái energy, cái tinh ba để mà truyền cho Phật tử, cái đó thì có thể Phật tử cũng không biết là vì để thầy đó có phạm hay không phạm, nhưng mà cái phẩm chất trong cái tinh thần lúc mà truyền giới đó, cái tinh thần truyền giới nó thiêng liêng lắm. Khi mà truyền giới pháp cho họ, ví dụ xuất cái giới bát quan trai là xuất gia một ngày. Mà xuất gia là gì? Nói nhiều nghĩa nhưng mà chính cái chữ xuất gia là phạm hạnh. Ha? Phạm, mình hay gọi là phạm thiên. Ông trời phạm, chữ phạm đây có nghĩa là, chữ phạm có nghĩa là thanh tịnh. Trong sạch và thanh tịnh, tinh khiết. Mà bản thân mình không tinh khiết thì cũng ảnh hưởng đến cái người nhận giới, giới tử đó. Tức là cái giới thể, giới tướng có thể không ảnh hưởng, nhưng giới thể ảnh hưởng. Tuy nhiên, có một điều, bởi vì mình không biết là vị đó có phạm hay không, mình chỉ có đôi khi mình chỉ dò đoán, mình cứ suy đoán thôi, mình không xua được, mình không bắt được tay dây, bật được cánh, không có bằng chứng, làm sao mình quả quyết người đó đã phạm, rồi mình đinh ninh như vậy, mình cho thầy phạm. Đôi khi mình mất cái tín tâm là mình tổn thất cái tín tâm của mình. Cái đây là cái khó này. Đó. Và nếu mà lỡ đặt trường hợp vì đó đã phạm mà mình biết đi, mà mình nhận cái giới, mà mình xem trong cái nhìn của mình vẫn kính trọng vị đó trong hàng tăng bảo, trong cái tâm thức của mình, nghĩ kính là kính cái hình thức của tăng bảo, họ đại diện cho tâm tăng bảo, thì mình vẫn có được nhận được cái giới đó. Nhận được cái giới đó không trọn vẹn, nhưng theo Thánh Tuệ nghĩ cũng được 80-90% là cái giới đó, bởi vì tâm mình thành. Còn cái đối tượng kia họ tu dở tu xấu, đó là đường sinh tử, hồn ai nấy giữ. Phận tử sinh dạy chịu khôn nhờ. Ổng dạy thì ổng chịu thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khó lắm á. Đi tu mặc cái áo tu khó lắm. Mình ở dưới đời này, mình nói đi năm giới thôi nè. Xin hỏi Phật tử này, năm giới thôi nè. Mình giữ cho tròn năm giới đó, dễ hay khó? Mấy thầy bao nhiêu? 250. Hớ hên chút là chuyện thường thôi. Và con người ta có một yếu tính, hãy cho người ta vươn lên, là người ta vô thường ngay lúc đó. Chính cái vô thường cũng là hay, người ta phạm giới đó nhưng mà ta biết trở mình. Chính cái vô thường là cái cho người ta trở mình. Tại sao mình phải định đóng khung họ trong cái nhìn của mình rồi mình không cho một ông thầy cái cơ hội nữa, đúng không? Có những vị thầy, thầy biết bây giờ mặc cái áo này, mình nói cái trong cái hàng ngũ tu sĩ của mình thì mình nói ra không hay. Nhưng kỳ thật, có những vị thầy đã đi tu rồi, thậm chí đã lên những vị tôn túc rất lớn, đã có vấp phải trong quá khứ những cái tì vết mà người đời có nhiều khi biết rất rõ. Nhưng mà đến bây giờ, họ vẫn đi tới con đường, tới hòa thượng. Cho nên Phật nói có hai người mà mạnh. Đức Phật nói có hai người mạnh nhất. Một hạng người mạnh nhất là hạng người không có lỗi, và hạng người có lỗi mà biết trở mình. Đó là hai người mạnh nhất, thì hãy cho vị thầy đó cơ hội. A Di Đà Phật, tôi xin cảm ơn thầy. Dạ thưa quý vị, còn có câu hỏi gì không? Dạ con mời bác. Bạch thầy và thưa đại chúng, không biết con hỏi câu này có phải gió đen hay không, hắc phong không? Dạ thứ nhất là đạo Phật thưa thầy là bao la mênh mông chi sử, không biết mấy đời mà học hết được. Thế như vậy thì quá khó đi. Thì con thấy trong, nếu câu đó đúng á, thì con thấy ông Chúa Giê-xu khôn quá. Ông sinh sau Đức Phật và ông chỉ nói cái chữ tín không mà thôi. Không tin tao bay xuống địa ngục. Thế như vậy trong tinh thần đó con thấy là đạo Phật á, là truyền bá quá khó đi. Bắt đầu bằng chủ đề bi, cuối cùng là bạc nhã. Mà chủ đề bi đọc không hiểu chết.
Giờ kính Bạch Nhã là bây giờ hỏi đi chùa rất nhiều mà hỏi sắc bục gì không có mấy người rõ ràng cả. Thì bạch thầy con thấy như vậy là đạo Phật mình phải nghĩ cái sao đó để mà có thể mà truyền bá cho rộng. Thì con có thể nguy lắm, bây giờ đám trẻ bây giờ nó ngồi đây có được bao nhiêu người mà dưới 18, 20 đâu, toàn là ông già bà già cả. Mà nếu đám chúng con mà chết rồi thì bây giờ thầy phía sau làm sao? Hỏi thứ nhất. Bạch thầy câu hỏi thứ hai á, đạo hội Bằng Nghiêm có giới thiệu thầy là một thiền sư thí sĩ. Con còn nhớ là con có cơ hội được lại ngài Hàm Sơn bên chùa Tàu Kê. Thì con phục ngài lắm. Con phục về thì con có kiếm một sách con đọc. Thì trong đó có đoạn nói rằng ngài ngồi thiền. Ngài hồi xưa là một vị đại trí thức, đại thí sĩ. Mà ngài ngồi thiền mà tự nhiên là hàng ngàn câu thơ nó xuất hiện ra. Ngài hoảng đi. Ngài nói ôi giờ cái thiền mình, cái đầu thiền mình bây giờ làm sao? Thầy phải trở lại ngồi thiền lại. Nhưng kêu thầy nói dùng vipassana để là thấy là thầy, nghe là nghe, biết là biết vậy. Thì như vậy có nên làm thơ hay không? Khi là đầu Phật có nên làm thơ không? Hay làm thơ nếu nên làm thơ thì mình theo ngài Hàm Sơn là đúng, mà không nên làm thơ thì con xin không biết cái đó là hát phong không? Dạ. Rồi, hai câu hỏi câu nào cũng hay nhưng mà muốn giải thích cũng hơi dài, Tính Tự chỉ trả lời tóm tắt. Bởi vì Tính Tự biết là trời cũng đã tối, thì câu hỏi thứ nhất là Tính Tự thấy chính vì đạo Phật mình là đạo trí tuệ mà cần đạo Phật mình cần cái sự gọi là, mà trí tuệ thì phải có ngôn từ để diễn đạt cái trí tuệ đó đến trong nhân gian. Đó là vai trò vì sao quý thầy đi thuyết giảng, để cho quý vị hiểu thêm về Phật đó. Nhưng mà như bác nói đó, thì cái hiện trạng bây giờ là giới trẻ không có tìm đến Phật Pháp bao nhiêu. Tại vì cái thính chúng giới trẻ ở Đức Tuệ thì quý vị thấy đa số là hơi có tuổi dững tí. Nhưng quý vị đi ra rộng ngoài, quý vị thấy bây giờ giới trẻ cũng có rất nhiều nơi nó đang quay về với Phật Pháp. Ở đây gần nhất là có giới trẻ Mây Từ. Hoặc bây giờ Phật Pháp đã đi vào trong các trường đại học, đã trở thành tiếng Anh, đã dịch ra và có những cái mảng dạy về Phật Pháp ở bên những cái trường mà bên Philadelphia, New Jersey. Tấn Tuệ qua dạy bên đó thì mới được chia sẻ là có những em họ đã học Phật Pháp, học kinh điển nguyên thủy rồi vân vân từ trong những cái trường bên đó đó. Và thành ra quý vị, mình cái đó cứ ưu tư về cái thế hệ mai sau. Nhưng mà một cái phần trở lại, muốn các em nhỏ mà học Phật Pháp thì cái trọng trách là trọng trách của các bậc phụ huynh của chúng ta. Phải ở trong nhà mình đi nghe Pháp rồi mình về, mình không rủ nó đi nghe Pháp được, bởi vì nghe thầy giảng huyên thuyên nó ngồi nó không hiểu nó bo. Thì bây giờ mình diễn đạt Phật Pháp lại với cái ngôn từ ít thôi. Mình không có nói trần gian đại hải mà mình về mình đưa ra một vài từ trong Phật Pháp, rồi mình cắt nghĩa ra bằng cái ngôn ngữ của đời thường. Đó là một cái cách mình truyền bá Phật Pháp. Thầy đâu có thể đi vào ngõ ngách cuộc đời trong hôm, trong gia đình của quý vị mà làm được cái việc đó, những việc đó. Thì quý vị cũng tiếp xúc với Chư Tăng Hoằng Pháp bằng cái cách là quý vị phải gọi là Phật hóa gia đình quý vị bằng cái tinh thần đó. Đó, đừng có trách là tại sao đừng có dồn hết cái vấn đề Hoằng Pháp cho Chư Tăng. Quý vị cũng là một người Hoằng Pháp, và cái Hoằng Pháp không hẳn là chỉ có Chư Tăng mới Hoằng Pháp. Cho nên Tấn Tệ thấy ở dưới đi có một cái em Phật tử đó này, đi đâu cũng dắt mấy đứa con nhỏ nhỏ đi hết đó, đã đang đứng nó ngồi xuống đó, đó là 3-4 đứa con nhỏ nhỏ mà rất là hay, là muốn mớm cái tư tưởng Phật Pháp cho nó nghe từ khi nó còn nhỏ, thấy không? Thì bây giờ là đó, những người đó khôn đó, bây giờ là tre măng là lo uống rồi đó, thì lớn lên là những cái măng đó nó lớn lên thì nó có cái diền mối của Phật Pháp. Đó là câu hỏi đầu. Câu hỏi thứ hai thì Thánh Tuệ chia sẻ là cái vấn đề Thánh Tuệ đã nói rồi, ngôn ngữ văn tự nếu đứng trên cái bình diện tuyệt đối, đứng trên cái bình diện của thiền tâm, thì văn thơ đều là sản phẩm của vọng tưởng. Nhưng mà Thánh Tuệ cũng đã nói lúc cuối, Phật Pháp là không chấp mà cũng không lìa. Phương tiện, mình chấp phương tiện đó. Một người ví dụ làm thơ, rồi chấp đó là thơ của tôi, rồi thấy được nhiều người khen, cứ làm tới, rồi cái chìm đắm trong cái thế giới ngôn ngữ phiêu bồng của thơ đó là
chấp phương tiện. Rồi một người, nhưng mà quý vị thấy Kinh Pháp Hoa chẳng hạn, quý vị đọc toàn là thể mà trùng tụng lại là gì? Thi kệ thơ không. Mà trong cái trùng tụng thơ đó gì? Ý tưởng Phật, Phật Pháp truyền tải cho cuộc đời bằng ý tưởng trùng tụng, bằng thơ hết. Và quý vị nên nhớ những bài pháp bằng thơ rất nhiều. Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Một bài pháp. Tâm mình giống như cái tâm là nhạn quá trường không. Cái tâm là giống như là dòng nước, hàng thủy là dòng nước. Mà cái cảnh thì giống như là nhạn bay qua dòng nước. Khi mà con nhạn nó bay qua dòng nước thì cái bóng của con nhạn nó trầm xuống, nó chìm xuống, nó dọi bóng dưới cái dòng sông, tức là dòng sông tâm. Nhưng mà khi cái bóng đó nó bay qua rồi, dòng sông trở lại bình thường, không có bóng hình gì nữa hết. Nó không có lưu lại. Hình như bác Mật Nghiêm có dịch cái bài này đó, nhạn tung cánh trên trời cao rộng, bóng nhạn in trên nước sông dài. Nhạn chẳng có lòng lưu ảnh lại, tâm vẫn không muốn giữ hình hài. Tức là tâm cảnh không dính nhau. Mà cốt lõi của giải thoát là gì? Có một vị đệ tử hỏi thiền sư như thế nào? Như thế này: thưa bạch thiền sư, thế nào là giải thoát? Thiền sư đó trả lời: tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Thế thì quay trở lại bài thơ đó, có phải là một bài thơ nhắc cho mình cái ý tu không? Khi mình nhìn tất cả mọi pháp nó diễn tiến qua tâm mình hãy coi đó là con nhạn nó bay qua tâm. Sắc thanh hương vị xúc là con nhạn bay qua tâm. Nhưng mà nhạn bay qua rồi thì thủy vô lưu ảnh chi tâm, pháp. Vậy phải dùng pháp không? Phải nên dùng thơ để nhắc tâm không? Cần, rất cần. Đó, cho nên bất chấp mà bất lìa, bất chấp mà bất ly, không chấp mà không lìa là vậy đó. Chấp vô đó chìm trong ngôn ngữ, nó trói mình trong đó, rồi không giải thoát. Cho nên cái người tu là cái người phải khéo sử dụng phương tiện, khéo sử dụng upaya. Cho nên Tấn Tuệ nói, nếu mà làm thơ mà gửi gắm trong cuộc đời để cho họ tỉnh họ tu, cũng vẫn nên làm thơ. Nhưng mà phải ý thức rằng thơ này làm không phải đi với cái ý thức của chấp ngã. Bởi vì ý thức chấp ngã là muốn được khen, muốn được khen tặng. Còn làm thơ để phụng hiến cuộc đời, để nhắc cuộc đời tu, thì làm, cứ làm. Bởi vì mỗi người phụng sự cuộc đời mỗi cách. Phải không? Dạ, A Di Đà Phật. Và câu trả lời của Thầy đã bao hàm tất cả những gì mà bác thắc mắc. Chúng ta hồi hướng, quý vị ngồi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đà. Chúc đại chúng một đêm an lành. Yeah.